Chương 1: Người cuồng ngạo kiếm thuật ghê hôn. Nghe chọn bộ tại mê audio com Cửa Tây thành Tương Dương có một tòa nhà đồ sộ chiếm đến mấy mẫu đất. Những bức tường vây cao đến trượng rưỡi bao quanh tòa lâu đài này. Hai cánh cổng sơn đen suốt ngày đóng im ỉm, thỉnh thoảng điểm mấy tiếng chó sủa gâu gâu phía trong tường khiến cho tòa nhà đã thần bí càng tăng thêm vẻ thần bí chính giữa là một tòa đại viện cao lớn, chung quanh phòng ốc dày như bát úp, nhưng những nhà hai bên rất ít kẻ đi lại giao thiệp với người trong viện. Trang viện tuy kiến trúc tại giữa khu náo nhiệt mà hiển nhiên ở vào thế cô lập. Một hôm đang lúc giữa trưa, một toán mệnh tiên sinh, thầy tướng số, tay trái cầm gậy trúc dài, tay phải cầm chiếc biển đề ba chữ, báo quân chi. Toán mệnh tiên sinh nhắm mắt, chống gậy dò đường từ từ bước đi khí trời vào buổi tháng 6 đang mùa viêm nhiệt, lại gặp lúc giữa trưa nên trên đường ít người qua lại. Toán mệnh tiên sinh áo quần lam lũ kia một mình đi trên đường cái lát bằng những phiên đá lớn. Cây gậy trúc trống xuống mặt đường vang lên những tiếng lóc cóc nghe rất rõ. Toán mệnh tiên sinh đi tới trước cổng tòa đại viện đột nhiên dừng lại. Cặp mắt lão bỗng dương to lên, lòng trắng chuyển động để lộ đôi tròng đen lái người ta nhận ra tiên sinh không phải đuôi mù. Toán mệnh tiên sinh đưa nhanh cặp mắt lấp loáng ngó vào cánh cổng sơn đen, khẽ buông tiếng thở dài rồi tự nói một mình, lại một vụ thảm khốc sắp xảy ra. Mấy tiếng chó sủa gâu gâu từ trong viện vọng ra. Toán mệnh tiên sinh nhíu cặp lông mày dơ cái biển, báo quân chi, giao ba tiếng, thanh âm choang choảng. Đoạn tiên sinh bước nhanh về phía trước, thoáng cái đã biến mất trong ngõ hẻm tiếng giao báo quân chi của toán mệnh tiên sinh hãy còn văng vẳng thì hai cánh cổng lớn sơn đen đột nhiên mở toang. Một đại hán trung niên vọt ra. Đại hán này thân hình cao lớn mình mặc áo màu lam. Má bên tả có một vết sẹo dao đâm. Tay dắt một con chó trắng lớn bằng con trâu nghé. Đại hán đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi từ từ đưa mắt nhìn lên cánh cổng thì thấy một thanh kiếm nhỏ ánh ngân quang rực rỡ cắm vào bạo cổng mé hữu chuôi kiếm buộc dây thao đỏ như máu rũ xuống. Đại hàn áo lam thân thể to lớn giơ tay trái lên cầm lấy chuôi kiếm muốn rút ra, nhưng không hiểu tại sao hắn lại đổi chủ ý buông tay, lật đật chạy vào trong viện. Lát sau đại hán dẫn một người trung niên trại tuổi ngũ tuần, dâu dài đến rốn hấp tấp đi ra ngoài cổng. Người này mình mặc áo dài bằng lụa xanh, ngoài khoác áo choàng bằng đoạn đen người dâu dài lộ vẻ hoảng hốt đưa mắt nhìn lên thanh tiểu kiếm trên bạo cổng bổng sắc mặt xám ngát y giơ tay lên rút thanh tiểu kiếm sắc bén cầm tay chú ý ngắm nghía trên lưỡi kiếm có khắc tám chữ lưới trời lồng lộng thưa mà khó lọt phía dưới về mé tả tám chữ này là tấm thái cực đồ nhỏ bé khắc vào chuôi kiếm đại hàn áo lam mặt sẹo thấy lão già lộ vẻ hoàng hốt, liền khẽ nói, nơi đây nhiều người qua lại, xin quản gia hãy về nhà đã. Lão già được kêu bằng quản gia tay phải cầm thanh tiểu kiếm run bần bật không ngớt, dường như trong lòng lão có điều khủng khiếp khôn tả. Lão mơ màng như chưa nghe rõ câu nói của đại hàn áo lam, miệng lẩm bẩm đến rồi. Đến rồi, quả nhiên y đến rồi. Đại hàn áo lam hắng giọng mạnh hơn rồi nhắc lại, quản gia. Nơi đây nhiều người qua lại. Xin quản gia về nhà rồi sẽ tính. Lão áo xanh từ từ quay đầu nhìn đại hàn áo lam một cái rồi gượng cười hỏi. Người đã nghe thấy lời đồn đại về thái cực tiểu kiếm bao giờ chưa? Đại hàn áo lam đáp tiểu nhân cô lậu chưa được nghe qua. Lão áo xanh khẻ la lên, hỡi ôi! Thế thì không trách ngươi được đột nhiên dường như lão nhớ tới việc gì trọng yếu liền đổi giọng hỏi, có phải là ngươi nói là vừa nghe ba tiếng, báo quân chi? Đại hàn áo lam nghiêng mình đáp, đúng thế. Tiểu nhân bị ba tiếng, báo quân chi, vang lên làm kinh động vội mở cổng coi, liền phát giác ra thanh tiểu kiếm này cấm trên bạo cổng. Lão áo xanh lại hỏi, mấy tiếng đó có chỗ nào đặc biệt? đại hàn áo lam đáp thanh âm chói tay hiển nhiên do một người có võ công đã vận nội lực phát ra vì thanh âm chấn động chứ không phải tiếng nói người thường nên tiểu nhân sinh lòng nghi hoặc mở cổng ra coi lão áo xanh thủng thẳng hỏi người đi kiếm người đó tới đây ta muốn gặp y xem y có phải là đột nhiên lão đổi giọng thôi ngươi đi lẹ lên đại hàn áo lam dạ một tiếng khép cổng lại rồi đi liền lão áo xanh bước thong thả đi vào đại sảnh ngồi xuống một cái ghế gỗ, mắt đăm đăm ngó thanh tiểu kiếm trong tay, ngơ ngẩn xuất thần. Sau khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm, đại hán mặt có vết sẹo lật đật chạy về đến trước sảnh đường nghiên mình nói. Tiểu nhân đã dò hỏi những người phụ cận thì quả có một toán mệnh tiên sinh tay cầm biểu, báo quân chi, qua đây. Nhưng tiểu nhân dượt đến 6 bảy dặm đường mà vẫn chẳng thấy bóng người đó đâu lão áo xanh dường như đã dần dần trở lại trấn tĩnh gật đầu hỏi ngươi vừa nghe tiếng báo quân chi lập tức ra mở cổng coi ngay phải không đại hàn áo lam đáp đúng thế dư âm chưa dứt tiểu nhân đã vọt ra cổng thì không thấy người kia đâu nữa lão áo xanh nói chắc là y rồi đoạn lão vẫy tay tiếp người đi thông chi cho Trần Bảo chủ ở Trần Gia Bảo và Tống Trang chủ ở Bạch Dương Trang, nói là ta có việc gấp cần thương nghị, mời hai vị tới ngay. Đại Hàn áo lam dạ một tiếng trở gót đi liền. Ồ ồ ó cổng lớn đóng chặt. Đêm tối mà trong đại viện nhà họ quân vẫn không thắp đèn lửa chi hết. Nhưng đêm nay bỗng khác hẳn. Từ ngoài cổng cho đến trong viện lạc chỗ nào cũng treo đèn lồng đầy từ khí chiếu sáng như ban ngày hai gã đại hán mình mặc võ phục lưng dắt đơn đao giữ ở trong cổng khép hờ bốn con chó lớn bằng con nghé chạy lui chạy tới xung quanh đình viện trên nhà đại sảnh bốn cây hồng trúc lớn bằng cánh tay trẻ con thắp lên sáng rực một bàn cơm rượu đã bày sẵn sàng lão áo xanh cùng một mỹ phụ trung niên chạc ngoài tứ tuần ngồi vào chủ vị mé tả là một chàng thiếu niên vỏ phục chừng 20 tuổi, lưng cài trường kiếm và đeo tranh trách một chiếc túi da hưu. Mé hữu là một vị cô nương chừng 15,16 tuổi. Dưới ánh sáng đen mớ tóc phủ trên đầu như làn mây biếc. Da mặt tươi thắm tựa bông hoa đáo. Nàng đẹp lắm, có điều ánh mắt lộ vẻ đam chiêu. Cặp mày liễu hơi nhíu lại giường như có tâm sự lo âu vo hạn. Nàng ôm trong lòng một thanh đoàn kiếm thêm vào đó nàng mặc bộ võ phục màu tía nên tuy nàng lo lắng mà không mất vẻ oai nghi gã đại hán mặt sẹo bây giờ đã thay đổi y trang mặc bộ võ phục sắc đen lưng quàng một cây nhuyễn tiên đứng ngay trước cửa sảnh đường một tấm bình phong dựng giữa nhà đại sảnh che hết cảnh vật bên trong mỹ phụ trung niên bỗng buông tiếng thở dài hỏi bây giờ là giờ gì lão áo xanh đáp sắp sang canh ba thiếu niên võ phục ngồi mé tả cất tiếng hỏi ra ra đã bảo người đó nhất định đến trước canh ba mà bây giờ sắp sang canh sao chẳng thấy động tĩnh gì lão áo xanh thở dài đáp hai từ ta chỉ mong hắn đừng đến nữa càng hay đêm đã khuya đầu chuyển sao rời chống điểm canh ba cánh cổng gỗ khép hờ đột nhiên kẹt mở dưới ánh đèn sáng tỏ soi rõ người mới đến toàn thân mặt đồ trắng, lưng đeo trường kiếm, chạc tuổi mới 21,22 mà vẻ mặt lạnh lùng, cử động nghiêm trang, mặt đầy sát khí. Hai gã đại hán võ phục mình dắt đơn đao đồng thời lạng người ra đứng chắn lối, đồng thanh quát bằng hữu Giữa lúc thâm canh bán dạ đeo khí giới sấn vào nhà người ta nếu không phải để gian dâm tất là quân trộm cướp thiếu niên áo trắng thái độ cùng cử chỉ rất trầm tĩnh hắn đưa cặp mắt lạnh lùng nhìn đại hán thủng thẳng cất tiếng hỏi phải chăng đây là nhà quân thiên phụng hai đại hán cầm đơn đao đồng thanh đáp đây chính là nhà ở quân lão gia thiếu niên áo trắng cười lạt nói nếu vậy tại hạ đã tìm đúng rồi ngừng lại một chút hắn hỏi tiếp hai vị là người thế nào với quân thiên phụng hai đại hán đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên rút đơn đao ra lớn tiếng đáp, chúng ta là hai tên vô danh tiểu tốt coi giữ trang viên cho quân lão ra. Thiếu niên áo trắng đưa mục quang lạnh lẽo đảo mắt nhìn hai gã, đủng đỉnh nói, xin hai vị nhường lối cho tại hạ. Đại hán mé tả cười khanh khách hỏi, các hạ nói vậy không sợ cơn gió lớn quét đầu lưỡi đi ư? Thiếu niên áo trắng mắt chiếu ra những tia thần quang uy hiếp đáp, hai vị đã tự tìm lấy cái chết thì đừng trách tại hạ thủ đoạn độc ác. Đại hán mé tả cầm đau tức giận quát thẳng lõi miệng còn hôi sữa mà dám ăn nói vô lễ. Ta phải cho mi một bài học. Gã chưa dứt lời, đột nhiên ánh hàn quang lóe lên, tiếp theo là hai tiếng rú thê thảm hòa lẫn với tiếng khí giới rớt xuống đất ai chú ý nhìn lại sẽ thấy cặp đơn đao ở trong tay hai đại hán rơi xuống đất. Một tên ôm lấy cánh tay phải còn một tên hai tay đỡ cạnh sườn ngồi phệt xuống đất. Máu tươi ướt đẫm nửa người. Hiển nhiên hai người đã bị trọng thương. Thiếu niên áo trắng ngó lại hai đại hán một lần nữa rồi thủng thẳng tiến vào. Trên tay hắn cầm thanh trường kiếm có vết máu chát vào sau lưng đại hán mé tả rồi cha gươm vào vỏ cử chỉ của thiếu niên áo trắng rất thong dong tự tại. Hắn không hoang mang không luống cuống, nhưng vẫn một vẻ lạnh lẽo. Khí thế bá đạo trấn áp lòng người. Phía trong cổng còn cách nhà đại sảnh đến 6,7 trượng. Khu trung gian này là một cái sân lớn. Chính giữa sân có đường đi lát gạch đỏ. Còn hai bên đều gieo một thứ cỏ rất ngắn màu xanh biếc. Trong sân nguyên trước đã treo tám ngọn đèn lồng, ánh sáng tỏa ra khắp đình viên. Nhưng từ khi hai gã đại hán bị thương liệng đau đi rồi, tám ngọn đèn lồng đột nhiên tắt ngấm. Bây giờ trong sân tối mịt, thiếu niên áo trắng dừng lại một chút rồi tiếp tục cất bước tiến về phía trước. Đột nhiên hai bóng đen nhanh như điện chớp nhảy vọt vào hai bên. Thiếu niên áo trắng cổ tay rung động, hàn quang lấp loáng hai tiếng chó gầm lên thê thảm nguyên hai bóng đen chia hai bên tấn công thiếu niên áo trắng chính là đôi mãnh khuyển kiếm pháp người áo trắng thật là ghê gớm một con chó bị chặt đứt làm hai đoạn còn con nữa bị lưỡi kiếm đâm xuyên qua đầu mà chết giữa lúc ấy trong đình viên tối tăm đột nhiên có thanh âm cất lên hỏi các hạ là ai đêm khuya chống kiếm sông vào nhà dân động thủ giết người, chẳng lẽ không sợ vương pháp ư, mấy câu này có giọng quan cách và giống như tự miệng một nhân vật ở phủ nha thốt ra. Thiếu niên áo trắng đột nhiên dừng bước, ngần ngừ một chút rồi đáp, tại hạ đến kiếm già trẻ lớn bé nhà quân thiên phụng. Nếu các vị không phải là con em họ quân thì nên tránh khỏi chốn này hoặc đứng sang bên tự thủ bàng quan. Tại hạ quyết chẳng giết càn người vô tội ai mà can thiệp vào thì bất luận là hạng người nào thanh kiếm của tại hạ cũng chẳng dung tình hắn nói xong lại cất bước tiến vào mấy câu này rõ ràng để cảnh cáo những người trong trường bất luận người ở địa vị nào cũng đừng hòng ỷ oai danh quyền thế mà can thiệp vào vụ này phải trông vào bản lãnh chân thực mới xong người phát thoại trong bóng tối dường như đã nghe rõ giọng lưỡi kiên quyết của thiếu niên áo trắng và biết rằng chẳng tài nào đi tới chỗ thỏa hiệp được nên cũng không nói nữa lúc này thiếu niên áo trắng đã đi vào tới gần nhà đại sành đèn lửa sáng trưng soi rõ mọi vật đột nhiên hai tiếng veo véo lướt trên không bay tới thiếu niên áo trắng đã cảnh giác đây là tiếng ám khí bé nhỏ lập tức hắn ngửa người lên cong đi theo thế, thiết bản kiều, lưng dán xuống đất tràn mình đi một cái tránh xa ra bốn thước. Hắn toàn đứng dậy thì hai luồng gió lại tập kích cấp bách. Bỗng thấy thiếu niên áo trắng hạ thấp người xuống, lưng sát mặt đất. Thanh trường kiếm múa lên vù vù. Hai tiếng chó gâu gâu lại vang lên. Hai con chó lớn lông trắng bị chặt thành bốn đoạn. Thiếu niên áo trắng đứng ngay người lên tiếp tục rào bước tiến vào bỗng trong bóng tối có tiếng hô, đánh đi. Ba điểm bạch quang lướt qua không gian vọt tới. Thiếu niên áo trắng vung trường kiếm lên, kim khí chạm nhau bật ra những tiếng leng keng. Ba chấm hàn quang đều bị rớt xuống. Thiếu niên áo trắng múa kiếm hộ thân nhảy vọt đi như chim yến lướt sóng đến phía ngoài nhà đại sành. Thân pháp hắn mau lẹ tuyệt luân. Những hảo thủ mai phục trong bóng tối bắn ra rất nhiều ám khí mà đều bị đánh rớt thiếu niên áo trắng đã nhảy vào đến bên ngoài sảnh đường. Lúc này đại hán sẹo mặt đã cởi nhuyễn tiên cầm tay đứng chờ trước cửa. Gã rung tay một cái. 13 đốt ngân tiên đột nhiên dựng cả lên điểm tới. Thiếu niên áo trắng bật tiếng cười lạt cầm trường kiếm đẩy về phía trước để uy hiếp cây nhuyễn tiên rồi nhảy sổ vào trước cửa sảnh đường lạnh lùng hỏi, ngươi là người thế nào với quân thiên phụng? đại hán mặt sẹo thấy thiếu niên áo trắng đi thẳng vào trong thì trong lòng kinh hãi, tự hỏi, thằng lõi này dùng kiếm pháp gì mà ghê gớm đến thế? Gã không trả lời thiếu niên áo trắng hất cổ tay muốn thu nhuyễn tiên về, đồng thời gã lùi lại phía sau. Thiếu niên áo trắng cười lạt hạ thấp trường kiếm xuống nói, ta chặt tay phải ngươi đây. Tiếng quát chưa dứt thế kiếm đã đi nhanh như điện chớp ánh hàn quang lướt qua cổ tay dùng cây ngân tiên đồng thời rớt xuống đại hán mặt sẹo rú lên một tiếng vội lùi sang một bên thiếu niên áo trắng không vào nhà đại sảnh ngay vừa đảo mắt nhìn quanh vừa lạnh lùng quát hỏi vị nào là quân thiên phụng lão áo xanh từ từ đứng lên đáp chính là tại hạ thiếu niên áo trắng đưa chân ra không ai nhìn thấy gã chuyển động thế nào mà đột nhiên tiến đến trước bàn tiệc hắn thủng thỉnh hỏi, quân thiên phụng, ngồi trên bàn tiệc này toàn là gia nhân của các hạ. Quân thiên phụng trỏ tay vào Mỹ phụ trung niên đáp, đây là triết kinh, vợ của lão phu. Mỹ phụ đứng lên khẻ nghiêng mình rồi lại ngồi xuống. Quân thiên phụng ngó chàng thiếu niên võ phục mé tả nói, gã là khuyển tử quân trung bình. Đoạn lão đảo mắt nhìn thiếu nữ ngồi mé hữu nói tiếp, y là tiểu nữ quân trung phụng thiếu niên áo trắng mặt lạnh như tiền tựa hồ bao phủ một làn xương băng không lộ vẻ chi hết thủng thẳng hỏi thế toàn ra các hạ đều có mặt phải không quân trung phụng đáp cả nhà lão phu bốn người đều ở đây hết thiếu niên áo trắng cười lạt nói tại hạ chắc các vị có mời mấy tay trợ quyền nữa đến thì phải hắn ngoảnh đầu trông vào phía trong bình phong nói tiếp thôi ra đi còn nấp nách làm chi nữa bỗng nghe hai tiếng hắng giọng hai đại hán trung niên ở phía sau bình phong từ từ bước ra cả hai người đều vận võ phục ngoài khoác áo choàng người mé tả đầu vai để lộ mũi đao thò ra còn người mé hữu tay cầm phán quan bút thiếu niên áo trắng ngó hai đại hán bằng cặp mắt lạnh lùng hỏi tiếp còn ai nữa không đại hán cài đao sau lưng chắp tay tự giới thiệu tại hạ là trần triệu kỳ các bạn giang hồ quá yêu đặt cho ngoại hiệu là đao lý tàng tiêu. Thiếu niên áo trắng hững hờ đáp, hay lắm. Để lát nữa tại hạ sẽ cho các hạ chết vì mũi tiêu của mình. Trần Triệu Kỳ Châu mày muốn nổi gióa nhưng lại cố nhẫn nại. Thiếu niên áo trắng đưa mắt nhìn đại hán cầm phán quan bút hỏi. Tôn giá tên họ gì? Giọng lưỡi ra chiều uy hiếp không giữ lịch sự chút nào. Đại Hán cầm phán quan bút cười lạt đáp, tại hạ là Tống Hồng Bảo ở Bạch Dương Trang. Thiếu niên áo trắng ngẩng đầu trông lên nóc nhà hỏi, hai vị đến đây phải chăng vì quân thiên phụng? Tống Hồng Bảo đáp, bọn tại hạ muốn đứng giữa điều giải hai bên. Người có đạo thì mối oan ra nên cởi chứ không nên buộc. Các hạ rửa hận giết người. Thiếu niên áo trắng buông tiếng cười gằn ngắt lời, hai vị mà muốn đứng ra điều giải ư, Trần Triệu kỳ tức giận nói. Tại hạ qua lại giang hồ mấy chục năm mà chưa thấy nhân vật nào ngông cuồng như các hạ." Thiếu niên áo trắng nói, "Bữa nay tôn giá tới số rồi. Có chết cũng nhắm mắt được." Tống Hồng Bảo nói, "Bọn tại hạ không phải quân thiên phụng mà xuất đầu, chỉ muốn điều giải việc này." Thiếu niên áo trắng lạnh lùng quát lên, "Câm miệng đi. Ngày trước lúc gia phụ bị giết sao hai vị không đứng ra điều giải?" trần triệu kỳ chậm rãi hỏi các hạ nói thế là không chịu nể lời bọn tại hạ rồi thiếu niên áo trắng đáp đúng thế nếu các vị không phục còn có ý bất bình thì cứ việc thay quân thiên phụng đón tiếp mấy chiêu kiếm của tại hạ trần triệu kỳ với tay rút thanh khai sơn đao ở sau lưng ra nói trần triệu kỳ này đã chạm trán rất nhiều cao nhân nhưng chưa thấy ai nhỏ tuổi mà đã kiêu ngạo như các hạ chắc các hạ phải là một cao nhân mang tuyệt kỹ ghê gớm thiếu niên áo trắng đột nhiên rung tay veo véo đâm liền hai kiếm hai chiêu kiếm này rất là kỳ ảo bức bách trần triệu kỳ phải lui liền ba bước mới tránh khỏi hai nhát kiếm trong tay y cầm thanh khai sơn đao mà không tài nào thi triển được thiếu niên áo trắng lạnh lùng nói nếu bên các vị còn người nào nữa thì ra hết đi để động thủ cùng một lúc như vậy để cho tại hạ khỏi mất thì giờ trong hai đại hán thì Tống Hồng Bảo dày công phu hàm dưỡng hơn, nhưng cũng bị thái độ ngạo mạn của thiếu niên áo trắng làm cho lửa giận bốc lên. Y Hàn Học nói: "Các hạ uy hiếp người như vậy là quá lắm." Thiếu niên áo trắng đáp trước khi chưa động thủ, các vị còn có cơ hội trốn thoát. Tống Hồng Bảo hai tay cầm hai cây phán quan bút nói: "Xem chừng bữa nay không có cuộc chiến đấu không xong." thiếu niên áo trắng vẫn một giọng khích bác, vụ này không liên quan gì đến hai vị mà hai vị cứ nằng nặc đòi động thủ. Thế là hai vị tự tìm lấy cái chết. Hắn chưa dứt lời đã vung trường kiếm. Ánh hàn quang lấp loáng chia ra đánh vào Tống Hồng Bảo và Trần Triệu Kỳ mỗi người một chiêu. Thế kiếm lẹ quá Tống Hồng Bảo không kịp hất bút lên đỡ gạt phải nhảy tạt ngang tránh ra năm thước. Trần Triệu Kỳ đã chuẩn bị từ trước, phóng Thanh Khai Sơn đao tống đẩy ra một chiêu cự hổ môn ngoại, vạch thành một đường đao quang ngăn chặn thế kiếm. Thanh Khai Sơn đao trên tay nặng tới 36 cân. Y hy vọng khí giới trầm trọng của mình hất bay được trường kiếm của thiếu niên áo trắng. Không ngờ kiếm pháp của thiếu niên áo trắng kỳ bí vô cùng. Hắn xoay chuyển thế kiếm một cách tuyệt diệu tránh khỏi lưỡi đao thanh kiếm của hắn có khác nào một con linh xà trồm xuống cắn cổ tay đối phương trần triệu kỳ giật mình kinh hãi y thấy thanh trường kiếm của đối phương chụp xuống nhanh như chớp nếu không bỏ thanh khai sơn đao ở trong tay đi để rụt về tránh kiếm thì tất bị thương nhưng nếu chịu nước lép bỏ khí giới thì oai danh mấy chục năm trên trốn giang hồ sẽ bị trôi theo dòng nước trong giây lát Giữa lúc đang do dự chưa kịp quyết định thì thanh trường kiếm của thiếu niên áo trắng đã hớt trúng cổ tay y thành thương tích rồi. Trần Triệu Kỳ vội xòe năm ngón tay bỏ thanh khai sơn đao để rụt tay về thì đã chậm mất rồi. Cổ tay mặt y bị thanh trường kiếm ác độc của thiếu niên áo trắng cắt đứt hai đường gân mạch. Máu tây chảy ra như suối. Cổ tay mềm rũ xuống. Thế kiếm của thiếu niên áo trắng ác độc phi thường chỉ một nhát đã khiến cho Trần Triệu Kỳ nổi danh mấy chục năm phải bỏ đau và đứt gân mạch vĩnh viễn thành người tàn phế. Thế là đau lý tàng tiêu Trần Triệu Kỳ bị thiếu niên áo trắng đã bại ngay hiệp đầu và từ nay trở đi y không cầm đau bằng tay phải được nữa. Vụ đấu tàn nhẫn này khiến cho người nghe phải biến sắc. Thiếu niên áo trắng thu trường kiếm về, đảo mắt nhìn thẳng vào mặt bạch dương trang chủ tống hồng bảo, lạnh lùng nói, bây giờ đến lượt trang chủ. Tống Hồng bảo qua lại giang hồ mấy chục năm chưa từng thấy thế kiếm nào kỳ bí và ác độc đến thế. Y thấy Trần Triệu Kỳ Vĩnh viễn thành người tàn phế thì trong lòng kinh hãi vô cùng. Nhưng thiếu niên áo trắng chỉ mặt chỉ tên để khiêu chiến trước mắt bao nhiêu người, y chẳng thể giả câm giả điếc, đành đâm liều lên tiếng, kiếm chiêu của các hạ ác độc vô cùng. Thiếu niên áo trắng cười lạt nói, bây giờ trang chủ chỉ có hai đường một là cầm khí giới tỷ đấu hai là lập tức rời khỏi quân trạch tống hồng bảo đứng ngẩn người ra y biết rằng đi đã không được mà đánh cũng không yên quân thiên phụng đột nhiên đứng dậy xua tay nói tống huynh y vì tiểu đệ mà đến đây nên để cho một mình tiểu đệ đương đầu còn tống huynh và trần huynh đã không có cách nào điều giải được thì đành bỏ đi thôi lão ngừng lại một chút rồi chắp tay xá dài trần triệu kỳ nói tiếp tiểu đệ làm cho trần huynh bị liên lụy trong lòng rất đỗi không yên nghĩa cả và thịnh tình của trần huynh tiểu đệ xin vĩnh viễn ghi vào tâm khảm nếu đêm nay mà tiểu đệ không chết thì sau này có ngày báo đáp bỗng nghe trần triệu kỳ bật tiếng la hoảng thất tiệt ma kiếm thất tiệt ma kiếm đúng là thất tiệt ma kiếm chuyên dùng để tàn hại thân thể người khác hay phế bỏ võ công mấy tiếng la hoảng khác nào vượn khóc lang gáo khiến cho người nghe phải kinh tâm động phách hồn vía lên mây. Thiếu niên áo trắng vẻ mặt đang lạnh lẽo đột nhiên sát khí đằng đằng, hững hờ nói, "Phải rồi. Kiếm pháp mà tại hạ thi triển đây đúng là thất tuyệt kiếm." Trần Triệu Kỳ nói, "Mấy chục năm nay, chưa một ai giữ được võ công dưới kiếm chiêu thất tuyệt ma kiếm." Đột nhiên y co giò chạy như điên ra ngoài sảnh đường. Thiếu niên áo trắng cũng không ngăn trở để mặc y chạy đi. Cặp nhãn thần lạnh lẽo chăm chú nhìn vào người Tống Hồng Bảo nói, "Bây giờ các hạ đánh hay chạy trốn thì quyết định mau đi." Tống Hồng Bảo trong lòng kinh hãi đến cực điểm, hai tay cầm hai cây phán quan bút, ngập ngừng hỏi, "Nghe nói người sử dụng Thất Tuyệt Ma kiếm đều có một tay, một mắt mà sao các hạ?" Thiếu niên áo trắng đột nhiên giơ tay kiếm lên, ánh hàn quang vừa lay động cây phán quan bút trong tay trái tống hồng bảo đã bay vọt ra rồi rơi xuống bàn tiệc đánh choang một tiếng làm bát đĩa vỡ tan tành, canh rau bắn tung lên. Thế kiếm này thần tốc phi thường. Tống hồng bảo dơ bút lên đỡ gạt thì đã không kịp nữa. Cây phán quan bút bên tay trái bay ra. Đồng thời bốn ngón tay cũng bị chặt đứt rớt xuống nền sảnh đường lát gạch xanh ánh đèn lửa sáng rực trông rõ cả bốn ngón tay còn run bần bật vì da thịt co lại tống hồng bảo vừa kinh hãi vừa đau đớn lật đật chạy vội ra ngoài sảnh đường chuồn đi thiếu niên áo trắng đảo mắt nhìn bốn phía rồi lạnh lùng nói quân thiên phụng các hạ còn mời những ai trợ lực nữa thì gọi họ ra cả đây hiển nhiên thiếu niên áo trắng chẳng những kiếm thuật kỳ bí tàn độc mà nội công cũng rất thâm hậu Quân Thiên Phụng mặt xám như cho tàn lắc đầu đáp, dù có còn ai thì cũng bị thương dưới lưỡi kiếm của các hạ. Thiếu niên áo trắng đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ba tiếng lớn. Tiếng cười làm rung động cả gian sảnh đường, đèn lửa cũng phải lung lay. Thiếu niên áo trắng ngừng tiếng cười, nét mặt lạnh lùng thoáng hiện lên màu thảm đạm, lộ vẻ đau thương từ từ cất tiếng hỏi, "Quân Thiên Phụng, các hạ có biết tại hạ là ai không?" Chương 2 gái tỷ nhi bản lành siêu quần. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Quân thiên phụng ngưng thần nhìn thiếu niên áo trắng. Lão lộ vẻ kinh hãi, hỏi dằn từng tiếng. Các hạ là dòng dõi thái cực kiếm lý thanh trần. Thiếu niên áo trắng lạnh lùng đáp, phải rồi. Các hạ đã biết rõ, vậy tại hạ bất tất phải kể tội trạng nữa. Bây giờ các vị tự mình động thủ hay tại hạ ra tay? quân trung bình đột nhiên đứng dậy tay nắm chuôi kiếm toan rút ra thì quân thiên phụng nổi giận quát quân xúc sinh lớn mật kia sao không ngồi yên quân trung bình bị phụ thân quát mắng từ từ ngồi xuống quân trung phụng từ nãy tới giờ nét mặt dầu dầu ngồi cúi gầm mặt xuống bây giờ nàng cũng ngẩng đầu lên miệng ấp úng ra ra ơi ca ca quân thiên phụng lại nổi giận chặn lời gạt phát đi con nhà đầu kia không được nhiều lời quân trung phụng không dám nói nữa lại ngồi cúi đầu xuống quân thiên phụng nhìn thiếu niên áo trắng chắp tay nói lý công tử câu chuyện về lệnh tôn ngày trước không có liên can gì đến khuyển tử và tiểu nữ khi ấy tiểu nữ chưa ra đời khuyển tử còn ở trong thời kỳ thơ ấu nhà tại hạ có bốn người nhưng chỉ một mình quân thiên phụng này tham dự vào vụ đó vì thế nên quân mổ đành mặt dạn mày dày khẩn cầu công tử buông tha cho khuyển tử cùng tiểu nữ được toàn sinh. Thiếu niên áo trắng mắt chiếu ra những tia hàn quang đảo nhìn vợ chồng quân thiên phụng hỏi, ngày trước tôn giá có lòng dạ từ bi như vậy không? Quân thiên phụng đáp, quân mỗ tự biết mình làm việc tội lỗi vì vậy đã rửa tay gác kiếm từ biệt giang hồ. Lão đưa mắt nhìn Mỹ phụ trung niên nói tiếp, chết kinh không có tội gì nhưng y gặp phải người chồng tội lỗi nên bị liên lụy y cùng tại hạ đành chịu tai họa dưới lưỡi kiếm bén mỹ phụ trung niên cũng nói chồng nợ vợ phải trả là điều minh huấn từ xưa tiện thiếp có chết cũng không oán hận thiếu niên áo trắng mặt trơ như đá hỏi lại ngày trước những người tham dự vào vụ này ngoài liễu trường công nguyên tử khiêm và quân thiên phụng còn ai tham dự nữa không Quân thiên phụng đáp, liễu trường công là người chủ trương. Thiếu niên áo trắng nói, tại hạ đã giết con cháu y cả thầy 17 người. Nhà họ liễu không còn mống nào sống sót. Quân thiên phụng đằng hắng một tiếng rồi nói, nguyên tử khiêm sắp đặt kế hoạch. Thiếu niên áo trắng nói, bọn y cả năm cha con đều thành những con quỷ không đầu dưới lưỡi kiếm của tại hạ rồi. Hắn cất giọng sắt bén hơn hỏi tiếp, trừ ba vị ra còn ai nữa quân trung phụng đột nhiên ngừng đầu lên, cặp mắt đẫm lệ, vẽ mặt cực kỳ xúc động, nàng nói, công tử đừng bức bách ra ra tiểu nữ. Y đã làm việc lầm lỗi sao công tử còn muốn hãm Y vào vòng bất nghĩa. Quân Trung Bình cũng đứng lên nói, cha mẹ anh em tại hạ đều có thể trả đón. Nhưng gia phụ sợ anh em tại hạ bị hại mới cam tâm nhẫn nhục thế mà các hạ còn nói toàn những lời uy hiếp, chẳng hóa ra bức bách người quá đáng ư, thiếu niên áo trắng cười lạt nhìn quân thiên phụng nói. Tại hạ đã tra ra được liễu trường công, nguyên tử khiêm và các hạ, chẳng lẽ không tra ra người khác được sao? Các hạ nói hay không cũng thế thôi. Quân thiên phụng dường như bất ngờ quân trung phụng và quân trung bình đột nhiên thốt lời xung đột cùng thiếu niên áo trắng. Lão toàn ngăn cản thì đã không kịp nữa quân trung phụng dương cặp mày liễu chậm rãi hỏi cha mẹ con cái nhà tiểu nữ bốn người đều ở cả đây công tử muốn sao xin nói rõ thiếu niên áo trắng đưa cặp mắt lạnh lùng nhìn quân trung phụng đáp khi lệnh tôn liên hiệp với bọn ác ma gia hại tiên phụ cô nương chưa ra đời quân thiên phụng nghe giọng lưỡi thiếu niên áo trắng dường như đã có ý lây chuyển vội nói tiếp công việc ngày trước chỉ một mình quân mỗ dúng tay vào, chẳng liên quan gì đến triết kinh, khuyển tử cùng tiểu nữ cả. Thiếu niên áo trắng ngừng mặt trông lên nóc nhà lạnh lùng hỏi. Quân thiên phụng, theo ý kiến các hạ phải chăng là muốn yêu cầu tại hạ buông tha cho phu nhân cùng công tử và tiểu thư? Quân thiên phụng đáp. Tại hạ đã tham dự vào công việc ngày trước vậy xin để thương. Còn khuyển tử và tiểu nữ không liên quan gì đến vụ đó mong rằng công tử rộng lòng dung tha chúng. Thiếu niên áo trắng nói, xưa nay chồng nợ vợ trả, cha nợ con trả. Nghĩa là mọi người đều bị liên lụy, chẳng thể bảo là vô tội được. Nhưng tại hạ quyết chẳng ra hại những người không phải họ quân, trừ những kẻ xuất đầu bức bách tại hạ phải động thủ thì không kể. Hắn ngừng lại một chút, vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng, cặp lòng mày nhíu lại. Mắt chiếu ra những tia hàn quang hắn giơ trường kiếm lên nói tiếp, nhưng tại hạ để cho các vị còn có cơ hội cầu sinh. Vậy các vị cả vợ chồng con cái liên hiệp động thủ. Nếu thoát được lưỡi kiếm của tại hạ thì từ đây mối ân oán ngày trước cũng bỏ đi hết. Tại hạ quyết chẳng truy vấn đến nữa. Quân Trung Bình đưa mắt nhìn quân Thiên Phụng nói, ra ra. Xin ra ra thứ cho Hải Nhi lắm miệng. Việc đã đến thế này sao không liều một trận, dù có mất mạng cũng là cái chết oanh liệt quân thiên phụng khẽ thở dài nói dưới kiếm thế thất tiệt ma kiếm trước đến nay chưa một ai sống sót quân trung phụng đột nhiên tiến về phía trước hai bước nàng rút kiếm ra khỏi vỏ đánh soạt một cái rồi cất tiếng hỏi ra ra người này lạnh lẽo cuồng ngạo tuyệt không có dạ từ bi dù nói tử tế khẩn cầu cũng chẳng ăn thua mà còn mang nhục sao bằng cùng y quyết một trận chiến đấu đột nhiên nàng vung kiếm ra chiêu, độc long xuất huyệt đâm vào trước ngực địch nhân. Thiếu niên áo trắng hơi nghiêng chân một chút, thân hình đột nhiên vọt đi tránh ra xa năm thước. Hắn vẫn chưa trả đón. Quân Trung Phụng tức giận quát hỏi, sao công tử lại không rút kiếm ra phản kích. Thiếu niên áo trắng lạnh lùng đáp, tại hạ mà ra tay thì cô nương chẳng chết cũng bị thương quân trung phụng băng mình tiến lại toan phóng chiêu thứ hai thì quân thiên phụng đột nhiên khoa chân bước lại ngăn trận trước mặt con gái quát người chống thế nào được với thất tiệt ma kiếm sao còn chưa dừng tay thực ra quân trung phụng thấy cha vừa lạng người tới nàng đã hấp tấp dừng chân thu kiếm vì có lão đứng đó mà nàng phóng kiếm tới không khỏi đâm vào lưng lão thiếu niên áo trắng hững hờ lên tiếng thời giờ trễ quá rồi tại hạ không rảnh ở lại được nữa vậy các hạ rút kiếm ra thôi quân thiên phụng nở một nụ cười buồn thảm lão kéo tấm áo lên lấy đôi kim hoàn ra nói xin công tử hãy coi thân thể lão phu là hiểu ngay lão phu đã không có ý kháng cự từ trước công tử rộng lòng tha khuyển từ cùng tiểu nữ vợ chồng lão phu nguyện bó tay chịu trói để tùy công tử phát lạc mấy câu này lão nói bằng một giọng rất thê lương đôi hàng lệ già nua từ từ nhỏ xuống thiếu niên áo trắng lắc đầu đáp đường sinh lộ duy nhất của các vị là hợp lực nhau lại cố xông qua dưới lưỡi kiếm của tại hạ để chạy thoát ra ngoài quân thiên phụng bổng quay đầu lại lớn tiếng bảo quân trung bình và quân trung phụng nếu các ngươi phải là con ta thì hãy nghe lời ta dạy bảo quân trung bình và quân trung phụng vội nghiêng mình đồng thanh xin ra ra cứ ra lệnh đi quân thiên phụng nói huynh đài đây là truyền nhân của thất tiệt ma kiếm lời nói của công tử coi bằng chín vạc tuyệt không thay đổi. Công tử đã bảo các người trốn ra khỏi sảnh đường này là người không dượt theo để hạ sát các ngươi nữa. Vậy ta liều mình động thủ cản trở các ngươi mau phá cửa sổ phía sau mà ra, mỗi đứa chạy một ngả. Quân Trung Phụng nói, ca ca giữ việc hương khói cho nhà họ quân, vậy nên trốn đi. Còn nữ nhi, quân thiên phụng lớn tiếng chặn lời ngươi không nghe lời ta thì không phải là con gái nhà họ quân quân trung phụng toan nói nữa thì thiếu niên áo trắng lên tiếng quân thiên phụng các hạ đừng bóp méo câu chuyện của tại hạ tại hạ nói là xông ra theo cửa vào sảnh đường nếu phá cửa sổ mà chạy thì tại hạ vẫn phải rượt theo mỹ phụ trung niên uể oải đứng dậy nói giết người bất qua đầu rơi là cùng công tử khinh người quá lắm thiếu niên áo trắng lạnh lùng hỏi tại hạ đã để các vị hoặc chiến đấu hoặc tự vẫn mà chết chẳng lẽ còn chưa khoan hồng hay sao quân trung bình đưa mắt nhìn quân thiên phụng nói nếu ngồi mà đợi chết thì sao bằng ra tay tử chiến để chết cho anh liệt hải nhi tình nguyện sung phong quân thiên phụng tức giận quát to quân xúc sinh này còn không chạy đi để ta ngăn chặn truy binh cho cặp mắt thiếu niên áo trắng lóe ra những tia thần quang rùng rợn không ngớt chuyển qua chuyển lại ngó quân thiên phụng và quân trung bình, vẻ mặt cực kỳ lạnh lẽo nghiêm trọng. Hắn không nói nửa lời dường như để hết tinh thần đề phòng và để ngăn ngừa có người chạy trốn. Đồng thời hắn làm như để tán thưởng cuộc tranh luận giữa cha con đối phương. Bỗng nghe Mỹ phụ trung niên lên tiếng, hài tử. Người đi đi người có trốn ra khỏi trốn này thì ra ra muội muội và ta đây mới có thể phóng tâm chiến đấu. Hài tử, nếu sau này ngươi gặp cơ duyên tốt đẹp học lấy võ công để đối phó với thất tiệt ma kiếm, rửa hận cho chúng ta được là hay, mà không thì vào trốn rừng sâu núi thẳm ẩn tích mai danh, lo việc cày bừa đọc sách giữ lấy hương hỏa một dòng họ quân. Thật là mấy câu nói trí tình tha thiết của người từ mẫu đầy mối chia ly sầu hận nó còn thê thảm ai bi khiến cho người nghe không khỏi động lòng. Quân Trung Bình xa nước mắt nói, đã là nam tử Hán, là đại trượng phu, có lý đâu lại tham sống sợ chết. Quân Thiên Phụng đột nhiên phóng cước đá vào gót chân quân Trung Bình quát to. Thằng súc sinh này, không chạy mau đi, cái đá này rất mạnh nhưng chúng quân Trung Bình rồi nội lực mới xô ra một luồng ám kình rất mãnh liệt đỡ lấy người quân trung bình hất vào cửa sổ phía sau. Thiếu niên áo trắng cười lạt nói, hãy đứng lại đã. Hai tay rung động người hắn xông thẳng tới. Ánh hàn quang vừa lấp loáng, một tiếng rú đã vang lên. Tiếp theo là tiếng huỵch tựa hồ có vật gì từ trên không gieo xuống. Cử động cửa thiếu niên áo trắng mau lẹ quá, lẹ đến nỗi quân thiên phụng và quân trung phụng chưa kịp ra tay ngăn trở mọi người định thần nhìn lại thì thấy quân trung bình tay còn nắm chuôi kiếm người ngã phục xuống đất cạnh sườn máu tuôn ra như suối lênh láng đầy mặt đất quân trung bình dường như bị thương nặng quá từ lúc chàng ngã xuống liền im hơi lạng tiếng quay lại nhìn thiếu niên áo trắng thì nửa trên thanh trường kiếm hắn cầm bên tay mặt hãy còn dính máu mặt hắn vẫn nghiêm trang nhưng người đã lùi về chỗ cũ rồi biến diễn xảy ra trong nháy mắt cực kỳ đột ngột khiến người ta phải kinh tâm động phách quân thiên phụng đứng chờ như tượng gỗ hồi lâu không thốt nên lời sau một lúc mỹ phụ trung niên mới thét lên một tiếng cúi xuống ôm quân trung bình lên hỏi hài tử người bị thương nặng lắm phải không quân trung bình từ từ mở mắt ra đáp thương thế hài nhi chẳng lấy chi làm trầm trọng mẫu thân bất tất phải quan tâm chàng nói xong gắng gượng ngồi dậy nhưng vì thương thế nặng quá vừa ngồi chưa vững lại ngã quay ra quân thiên phụng lẩm bẩm một mình dưới thất tiệt ma kiếm trước nay chưa có người nào toàn vẹn chẳng chết cũng thành tàn phế lời đồn quả đã không sai quân trung phụng đột nhiên nghiến hai hàm răng cất giọng lanh lảnh quát lên thật là con người cuồng ngạo một chiêu kiếm độc ác nàng nhảy vọt tới múa kiếm đánh ra thiếu niên áo trắng vung thanh trường kiếm đánh choang một tiếng, hất thanh bảo kiếm của quân trung phụng ra. Hắn lạnh lùng nói, lệnh tôn khác với liễu trường công và nguyên tử khiêm ở chỗ còn chút lòng hối hận. Hắn lại đưa mắt nhìn quân thiên phụng nói. Các hạ nói là đã rửa tay gác kiếm ra khỏi giang hồ, song tại hạ chưa thể tin được vì các hạ còn nuôi một bầy ác khuyển, hào nô, không giống như người quy ẩn đoạn hắn đột nhiên đổi giọng nghiêm trọng nói vì các hạ có lòng hối hận giác ngộ nên tại hạ mở một bên lưới cho lệnh tiểu thư có đường sinh lộ mà chạy thoát mạng quân trung phụng vừa bị thiếu niên áo trắng vung kiếm lên gạt cánh tay nàng bị tê nhức cử động khó khăn nàng biết ngay võ công mình quyết không thể địch lại đối phương nàng càng hiểu rõ thiếu niên áo trắng chẳng phải nói ngông cuồng mà quả có thể hạ sát toàn ra nhà họ quân trong nháy mát nàng lại nghĩ tới cha già sắp bị thịt rơi máu đổ dưới kiếm chiêu ác độc thì lòng nàng tan nát đột nhiên nàng liệng thanh bảo kiếm trong tay đi nghiêng mình đổi giọng lý công tử thiếu niên áo trắng tuy không đáp lễ nhưng lạng người tránh sang bên không chịu nhận lễ hắn lạnh lùng nói trước khi tại hạ chưa thay đổi chủ ý cô nương nên rời khỏi chốn này để đi cho mau đoạn hắn bước tạt ngang mấy bước để nhường lối quân trung phụng buồn dầu buông tiếng thở dài nàng đưa mắt nhìn quân trung bình bị thương nằm đó nói gia huynh đã bị thương dưới lưỡi kiếm của công tử dù y không chết nhưng trung thân đã thành tàn phế suốt đời y khó mà luyện lại được võ công vậy thì vĩnh viễn y chẳng còn mong gì báo thù được nữa thiếu niên áo trắng cười lạt đáp tại hạ đang bị lửa hận nung nấu tâm can cô nương mà không chạy đi thì không chừng tại hạ sẽ biến đổi tâm ý một cách đột ngột đó. Quân Trung Phụng nở nụ cười thê lương nói, gia phụ tuổi đã già nua, khí huyết suy nhược, quá thời kỳ luyện võ rồi. Dù người có sống thêm ít ngày thì vĩnh viễn cũng chẳng còn cơ hội nào để trả thù công tử nữa. Nàng từ từ quỳ xuống nói tiếp. Tiện thiếp thay mặt cha già cùng người anh tàn phế xin công tử mở lượng từ bi tha chết cho gia phụ phụ trái nữ hoàn tiện thiếp nguyện chết tan thấy dưới lưỡi kiếm của công tử hoặc trung thân cam phận nô tỳ để đền bồi cho gia phụ vì một lỗi lầm mà gây nên hối hận suốt đời quân thiên phụng lớn tiếng quát con tiểu nha đầu kia sao không chạy trốn đi còn nói nhăng gì thế thiếu niên áo trắng cười lạt nói với quân trung phụng lời yêu cầu của cô nương thật quá mức quân trung phụng lại thở dài năn nỉ tiện thiếp xin chết thay cho gia phụ thiếu niên áo trắng nhìn đôi má đẫm lệ của nàng như những giọt mưa đọng trên đóa hoa lê. Bộ mặt trơ như đá lạnh như đồng thoáng lộ một giây từ hòa nhưng chỉ vụt qua trong chớp mắt. Hắn khôi phục lại vẻ mặt nghiêm khắc nói, lệnh tôn là một trong những người chủ hung. Tại hạ khoan thứ thế nào được? Quân trung phụng vẻ mặt đang vô cùng đau khổ bỗng nổi lên một tia phẫn hận. Nàng đua tay ra lượm thanh đoàn kiếm. Quân thiên phụng vột thét lớn, phụng nhi. Nếu ngươi còn coi ta là ra ra thì mau mau trốn đi. Lão vừa quát vừa đưa kim hoàn ra sông đến trước quân trung phụng nhắm đánh thiếu niên áo trắng. Lão biết kiếm chiêu của hắn lợi hại thế nào rồi, bản lãnh của quân trung phụng khó lòng chịu nổi một chiêu, nên lão ra tay trước. Thiếu niên áo trắng đưa lẹ thanh trường kiếm lên. Sắt thép chạm nhau bật lên tiếng choang choàng. Cây kim hoàn trong tay Quân Thiên Phụng vừa bị gạt ra, thiếu niên áo trắng xoay tay phản kích. Hai nhát kiếm chát chúa vang lên, tiếp theo là tiếng keng ngân dài. Hai cây kim hoàn trong tay Quân Thiên Phụng đều rớt xuống đất. Nguyên thiếu niên áo trắng đánh ra hai kiếm đâm vào huyệt mạch trên cổ tay Quân Thiên Phụng chém đứt hai đường gân. Hai tay lão thành tàn phế nên để kim hoàn rớt xuống. Quân Thiên Phụng đau điếng người máu hai cổ tay trào ra như suối nhưng lão tự cường nhịn đau không rên một tiếng thiếu niên áo trắng lạnh lùng nói quân thiên phụng các hạ còn bản lãnh nào chưa thi triển không quân thiên phụng tự biết không tài nào thoát chết được nữa lão gắng nhịn đau cất giọng thê thảm đáp lời nói của bậc đại trượng phu xem nặng bằng non công tử đã hứa tha cho tiểu nữ chắc không phải là câu nói dỡn quân trung phụng vừa khóc vừa nói dù nữ nhi có trốn được thoát chết nhưng mối đại thù của song thân cũng khó lòng trả được vậy còn trốn làm chi quân thiên phụng tức giận nói vậy mi muốn cho cả nhà họ quân chết sạch không còn một móng hay sao thiếu niên áo trắng vẫn mặt lạnh như tiền nhìn quân phu nhân nói bây giờ phu nhân ra tay đi quân phu nhân buồn dầu đáp tiện thiệp tự biết mình không địch nổi đành cam tâm ngồi đợi chết bà giơ tay phải lên liệng ra một nắm ám khí hào quang lóe lên. Thiếu niên áo trắng múa thanh trường kiếm, ánh sáng bạc lấp loáng vây quanh mình. Những tiếng leng keng vang lên một hồi. Bốn mũi bạch hổ đinh đều bị rớt xuống. Giữa lúc thiếu niên áo trắng gạt bốn mũi ám khí của quân phu nhân, bà cầm lưỡi đao chỉ thủ tự đâm vào ngực ngập đến chuôi. Tay vẫn nắm chuôi đao, bà nhìn quân trung phụng chậm rãi nói, phụng nhi người đã nghe lão gia bảo gì rồi chứ mau mau chạy trốn đi bà đảo mắt nhìn quân thiên phụng nói tiếp tiện thiếp đi trước phu quân một bước đoạn bà rút chỉ thủ ra khỏi ngực máu tươi vọt lên không cao đến mấy thước té huịch xuống quân thiên phụng nhìn quân trung phụng lên tiếng quát phụng nhi nghe rõ di ngôn của mẫu thân chưa sao không chạy đi còn đợi đến bao giờ trà đầy không thể nói gì hơn được nữa đoạn lão cúi xuống lao đầu vào tường đánh chát một tiếng đầu vỡ óc phọt ra mà chết quân trung phụng nhìn thảm trạng liên tiếp diễn ra mới trong khoảng khắc cha mẹ hồn về chín suối huynh trưởng bị trọng thương nằm không dậy được chưa hiểu sống chết ra sao cảnh gia đình đang yên vui ấm cúng chỉ trong chớp mắt biến thành gia phá nhân vong nàng đứng ngẩn ra nhìn thiếu niên áo trắng mối căm hận trong lòng không thốt nên lời Tâm thần bị chấn động quá độ khiến nàng bâng khuâng như kẻ mất hồn chân tay đờ đẫn. Thiếu niên áo trắng cười lạt nói, tại hạ đã ưng thuận tha cho cô nương. Cô nương đi đi thôi. Rồi hắn dảo bước đến trước quân trung bình dơ trường kiếm lên. Quân trung phụng như người trong mộng choàng tỉnh giấc, nàng thét lên lanh lành, đừng sát hại ca ca ta thiếu niên áo trắng không ngảnh đầu lại chỉ lạnh lùng đáp tại hạ không hứa lời tha y bây giờ giết y xong tại hạ sẽ đi ngay quân trung bình bị thương quá nặng không còn phản kháng được nữa đành nhắm mắt chờ chết đột nhiên có thanh âm lạnh lẽo mà trong trẻo cất lên như thế tưởng là đủ lắm rồi chẳng lẽ đến con người tàn phế cũng không chịu buông tha ư thanh âm không lấy gì làm to lắm nhưng mỗi tiếng tựa hồ mũi tên sắt đâm vào màng tai một người mặc áo màu xanh lợt, tay bưng khay trà, lưng thắt một giải lụa bạch da kiểu nữ tỳ, thị đứng trong cửa sảnh đường. cô gái này đến nơi không một tiếng động. thiếu niên áo trắng cũng chẳng hiểu cô vào tòa đại sảnh từ lúc nào. quân trung phụng vội xua tay nói quyên nhi, chỗ này không có việc gì của ngươi, lui ra cho mau. nữ tỳ áo xanh tên gọi quyên nhi khẻ nghiêng mình đáp đa tạ cô nương. Tuy miệng thị nói vậy, nhưng chân không bước ra ngoài cửa. Trái lại, thị tiến về phía quân trung phụng. Quân trung phụng trong lòng cực kỳ nóng nảy gắt lên, quyên nhi. Ngươi có trông thấy thảm cảnh trong đại sảnh đường không? Sao còn chưa trốn đi? Quyên Nhi vẻ mặt vẫn chấn tĩnh từ từ lướt qua bên mình thiếu niên áo trắng đến trước chỗ quân trung bình nằm thiếu niên áo trắng lúc trước phóng kiếm như gió, tiếng nói lạnh như băng mà bây giờ đối với nữ tỷ áo xanh tên gọi Quyên Nhi, dường như hắn đặc biệt nhẫn nại, cứ đứng yên không nhúc nhích. Quyên Nhi lom khom cúi xuống coi thương thế quân trung bình, thủng thẳng nói, y bị thương nặng lắm. Nhát kiếm đâm vào cạnh sườn chặt đứt hai đường gân, một đường mạch vĩnh viễn không còn cách nào luyện võ được nữa. Quân Trung Phụng dường như đã biết Quyên Nhi là một nhân vật phi thường nàng không sẵn giọng bảo thị rời khỏi sảnh đường nữa mà chỉ bần thần đứng coi diễn biến. Thiếu niên áo trắng đã đến lúc không nhịn được nữa cất giọng lạnh lùng hỏi, cô nương. Phải chăng cô nương định để mình lôi cuốn vào vũng nước xoáy này? Giọng nói của hắn ra chiều rất lịch sự. Quyên Nhi từ từ quay lại dương cặp mắt sáng như sao lên nhìn đối phương hỏi, ngươi bảo sao? quân trung phụng giật mình kinh hãi bụng bảo dạ té ra con nha đầu này nội công đã đến mức cao thâm khôn lường thế mà lúc bình thời mình không nhìn ra thiếu niên áo trắng cười lặt hỏi lại ý cô nương muốn sao đây quyên nhi buông thõng thị đặt khay trà xuống tay phải nâng quân trung bình dậy thiếu niên áo trắng nói tại hạ đã bảo chỉ tha có mình quân cô nương mà thôi còn ngoài ra những người nhà họ quân không để ai thoát chết quyên nhi nói nhưng y bị tàn phế rồi suốt đời không thể luyện võ được nữa thì y sống hay chết tưởng cũng chẳng quan hệ gì thiếu niên áo trắng hững hờ nói những lời tại hạ nói ra khỏi cửa miệng rồi là không thay đổi dù y đã thành tàn phế cũng phải chết quyên nhi đột nhiên quay mặt lại hỏi giết cả người không còn sức kháng cự chẳng là thảm khốc quá lắm ư thiếu niên áo trắng lạnh lùng hỏi lại ngày trước gia phụ bị giết cả nhà chu lục may có một mình tại hạ trốn thoát chẳng lẽ vụ đó còn từ bi lắm hay sao quyên nhi nhẹ buông một tiếng thở dài đáp quân thiên phụng lão gia đã đập đầu vào tường tự tử quân phu nhân đâm ngực mà chết thế là việc ân oán đời trước được thanh toán rồi tưởng nên kết thúc đi thôi thị lại đưa mắt ngó quân trung bình nói tiếp, huống chi quân công tử đây đã thành người tàn phế, đấng thượng thiên còn có đức hiếu sinh thì con người há không lòng từ thiện. Tiện nữ không trông thấy vụ này chẳng nói tới làm chi. Này đã gặp đây, lẽ nào lại nỡ ngồi nhìn mà không can thiệp. Thiếu niên áo trắng nói, cô nương võ công cao cường là một điều tại hạ đã biết rõ. Quyên Nhi nói, kẻ đã làm nha đầu đi hầu hạ người không dám nhận bốn chữ, võ công cao cường, chỉ mong các hạ thể tình nữ Nhi chưa làm việc gì bại hoại mà mở đường sinh lộ cho người ta. Giữa hai bên giường như trong lòng cũng quý kỵ lẫn nhau và đều cố gắng nhẫn nại, thốt ra giọng nói hòa mình. Thiếu niên áo trắng ngẩng đầu lên thở vào một cái tựa hồ mượn hơi thở để chút mối hận ra ngoài hắn cũng hỏi bằng một giọng ôn tồn tại hạ đã ưng thuận tha cho quân cô nương chẳng lẽ còn chưa đủ ư quyên nhi đáp cái đó tiện nữ cũng đã nghe qua nhưng quân cô nương từ thuở nhỏ sinh trưởng dưới bóng song thân bây giờ đột nhiên gặp cơn đại biến cha mẹ cùng huynh trưởng đều bị giết chết thì cô còn sống làm sao được trước tình cảnh quá thê lương này vậy các hạ có tha cô cũng bằng vô ích thị ngẩng đầu lên nhìn thiếu niên áo trắng nói tiếp nếu các hạ tha mạng cho quân công tử thì tình thế lại khác hẳn thiếu niên áo trắng hỏi có điều chi khác hẳn quyên nhi đáp vì cô phải trông nom cho huynh trưởng bị trọng thương không thể chết được thiếu niên áo trắng nói cô nương nói rất có lý quyên nhi nói ngay các hạ đã bảo là có lý thì xin mở đường sinh lộ cho quân công tử tiện nữ xin thay mặt quân tiểu thư cảm tạ nhạ ý của các hạ thiếu niên áo trắng cười lạt nói cô nương muốn tại hạ buông tha nhưng tại hạ chẳng can tâm chút nào quyên nhi long lanh cặp mắt hỏi vậy các hạ muốn thế nào mới can tâm thiếu niên áo trắng đáp tại hạ mong được cô nương phô bày mấy ngón thủ cước cho tại hạ mở rộng nhãn giới quyên nhi nói thất tiệt ma kiếm của công tử đả xuất chiêu tất phải đả thương người nếu chúng ta đi vào cuộc động thủ tất một kẻ bị thương có đúng thế không Thiếu niên áo trắng đáp, ngoài cách đó tại hạ không nghĩ ra được lượng sách nào khác. Quyên Nhi trầm tư một chút rồi nói, tiện nữ có điều chưa hiểu muốn thỉnh giáo công tử. Thiếu niên áo trắng hỏi, điều gì? Quyên Nhi đáp, theo chỗ tiện nữ biết thì nhân vật sử dụng thất tiệt ma kiếm phải là người tàn tật què chân, cụt tay, chột mắt mà sao các hạ lại ra ngoài thể lệ đó, vẫn còn nguyên vẹn, không bị tàn tật chỗ nào? Chương 3 giả tỷ nữ mưu đồ bức họa. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Mấy câu này tựa hồ cương đao lợi kiếm đâm vào trái tim thiếu niên áo trắng. Hắn lập tức biến sắc, hai mắt long lanh đẫm lệ. Hắn cố nhịn cho nước mắt khỏi rớt xuống, rồi chậm rãi đáp, đây là một vụ rất bi thảm mà tại hạ đã trải qua. Dù tại hạ không cụt tay què chân, nhưng trong tâm linh mang nặng nhiều mối đau khổ vô bờ bến, so với cắt tay, khoét mắt, chặt chân còn đau khổ hơn đến trăm ngàn lần. Đột nhiên hắn nghiêm sắc mặt lau ngấn nước mắt, từ từ nói tiếp, vụ này không liên quan gì đến ai, vậy bất tất phải nói cho người ngoài nghe. Quyên Nhi thủng thẳng nói, tiện nữ tin những câu các hạ nói đều là sự thực. Có điều các hạ đã hạ sát cả nhà liễu trường công, nguyên tử khiêm lại bức tử vợ chồng quân Thiên Phụng và đả thương người con trai độc nhất của hai vị thì oán khí trong lòng đã tiêu tán phần nhiều rồi mới phải. Mong rằng các hạ nể bạc diện của tiện nữ mà buông tha cho con người tàn phế này. Quân Trung Phụng đứng bên rất lấy làm kỳ nghĩ thầm, hai người này dường như quen biết nhau lại tựa hồ mới gặp lần đầu. Ngoài ra giữa hai người đều tỏ vẻ úy kỵ lẫn nhau tuy người nào cũng bảo thủ ý kiến của mình mà hết sức chấn tĩnh không muốn chọc giận đối phương. Thiếu niên áo trắng giơ trường kiếm lên nói, hẳn cô nương có quen biết nhà họ quân nên mới vì họ mà xuất đầu. Quyên Nhi ngắt lời, hừ, tiện nữ thân phận nô tỳ cho nhà họ quân đã được nửa năm. Quân cô nương coi tiện nữ như tình chị em, quân phu nhân cũng hết lòng nhân hậu nguyên một điểm này đủ khiến cho tiện nữ năn nỉ các hạ xin tha họ rồi huống chi thảm trạng bữa nay khiến cho người đã trông thấy ai nỡ tọa thị điềm nhiên thiếu niên áo trắng lạnh lùng hỏi nếu tại hạ không ưng thuận lời thỉnh nguyện của cô nương thì sao quyên nhi giơ tay vén mớ tóc mây xõa xuống mặt đáp tiện nữ đã biết thất tiệt ma kiếm lợi hại thế nào rồi nhưng vẫn hy vọng được các hạ ưng lời dưới ánh đèn sáng, cặp mày thưa thớt nước da tươi thắm, mắt sáng môi son, mũi thẳng răng đều đều lộ ra con người nhan sắc tuyệt luân. Thiếu niên áo trắng đủng đỉnh hỏi, cô nương vào làm tỳ nữ nhà họ quân đã chịu ơn sâu của họ hay sao? Quyên nhi lắc đầu đáp, không có đâu. Thiếu niên áo trắng lại hỏi, cô nương đã không chịu ơn mà tại hạ đầy lòng cưu hận thì sao cô nương lại cố dúng tay vào vụ này? Quyên nhi đáp tiện nữ không có ý ngăn trở việc báo thù của các hạ nếu có thì đã ra mặt can thiệp rồi thị đổi thành nét mặt nghiêm trang từ từ nói tiếp tiện nữ hy vọng công tử nể chút bạc diện mà tha cho y thiếu niên áo trắng đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ba tiếng rồi hỏi phải chăng cô nương nhất định can thiệp vào vụ này quyên nhi hỏi lại các hạ nhất định giết chết y hay còn có lòng nể mặt tiện nữ thiếu niên áo trắng vẻ mặt nghiêm trang đáp, cô nương mà nhất định can thiệp tất đã chuẩn bị rồi. Quân Trung Phụng đột nhiên lên tiếng. Quyên Nhi, kiếm chiêu của người này cực kỳ ác độc, hễ đã ra tay là đả thương đối phương. Vụ này không liên can gì đến ngươi thì ngươi nên đi ngay đừng dính vào nữa. Quyên Nhi tủm tỉm cười đáp. Không sao đâu. Thị dừng lại một chút rồi hỏi, cô nương có thể cho tiểu tì mượn thanh đoàn kiếm trong tay một chút không? quân trung phụng trầm ngâm dây lát rồi từ từ cầm đoàn kiếm đưa ra. Quyên Nhi tiếp lấy đoàn kiếm lạnh lùng hỏi, các hạ thử nghĩ lại coi. Vì một người tàn phế có đáng để cho tiện nữ phải liều chết không? Thiếu niên áo trắng cười lạt đáp. Đó là cô nương bức bách tại hạ phải ra tay. Quyên Nhi mặt thoáng hiện một làn xương lạnh thị thủng thẳng hỏi, hành vi này của các hạ thiệt là thảm khốc tiện nữ điềm nhiên tọa thị sao được? Các hạ ỷ mình có những chiêu thất tuyệt ma kiếm cực kỳ tàn độc. Tiện nữ muốn đón tiếp hai chiêu được không? Thiếu niên áo trắng đáp, hay hơn hết là cô nương ra tay trước đi. Quyên nhi hỏi, tại sao vậy? Thiếu niên áo trắng đáp, tại hạ mà động thủ thì e rằng cô nương không còn cơ hội để phản kích nữa. Quyên nhi nói, tiện nữ không nghĩ đến chuyện quyết sinh tử với các hạ mà chỉ muốn tiếp hai chiêu thất tuyệt ma kiếm nổi tiếng hễ phóng ra là giết người thiếu niên áo trắng nói cô nương nói vậy chẳng là tự phụ lắm ư quyên nhi hỏi lại nếu tiện nữ không chịu nổi hai kiếm chiêu của các hạ để đến nỗi bị thương hay phải chết là lỗi tự mình không can gì đến các hạ nhưng nếu tiện nữ chịu đựng nổi hai chiêu thì sao thiếu niên áo trắng đáp tại hạ sẽ bỏ đi luôn không truy sát người nhà họ quân nữa quyên nhi nói quân tử nhất ngôn thiếu niên áo trắng nói một lời coi nặng bằng non Quyên Nhi cầm thanh kiếm để trước ngực thủ thế, hô, mời công tử ra tay. Thiếu niên áo trắng đáp lại, cô nương hãy cẩn thận. Thanh trường kiếm vung lên, ánh kiếm biến ảo thành một bức màn dày đặc chụp xuống. Quyên Nhi hất đoạn kiếm lên bật thành tiếng choang choảng kiếm khí ngất trời, kiếm quang dao động. Thiếu niên áo trắng thu trường kiếm về lùi lại hai bước. Vẻ mặt hắn đã nghiêm khắc bây giờ càng lạnh như băng xương hắn thủng thẳng nói, kiếm pháp của cô nương quả là cao minh. Quyên Nhi cười mát đáp, nghe lời đồn thì thất tuyệt ma kiếm càng những chiêu về sau càng ghê gớm. Mấy chục năm nay, chưa một ai chống được bảy chiêu mà không bị thương. Thế thì tiện nữ khó lòng tiếp được chiêu thứ hai. Thiếu niên áo trắng ngưng tụ chân khí vào huyệt đan điền, dung tay một cái phóng trường kiếm ra chiêu này coi uy thế không mạnh bằng chiêu trước nhưng kiếm khí mịt trời kiếm quang chói mát thực ra nó lợi hại hơn chiêu trước gấp mấy lần nội lực trên thanh kiếm không phát ra ngoài cứ tùy thời mà biến hóa quyên nhi nghiến hai hàm răng hạ thấp thanh đoàn kiếm xuống rồi người chuyển theo kiếm vung lên chống đỡ bỗng một tiếng vang nhỏ mà ngân dài hai thanh kiếm chạm nhau rồi đột nhiên xa nhau người ngoài coi hai thanh kiếm phân khai chẳng thấy có gì biến hóa, song thật ra lúc giao nhau nó đã biến đến ba thức tam công tam thủ, rất là kỳ bí. Quyên Nhi đón tiếp xong chiêu thất tuyệt ma kiếm thứ hai liền liệng đoàn kiếm xuống đất từ từ lên tiếng, tiện nữ may mà không nhục mệnh, đón tiếp được hai chiêu của công tử. Thiếu niên áo trắng thở phào một cái nói, tại hạ tin rằng đến chiêu thứ ba cô nương nhất định phải bị thương dưới lưỡi kiếm của tại hạ. Quyên Nhi đáp, các hạ nói có lẽ đúng đó, nhưng tiện nữ đã tuyên bố chỉ tiếp hai chiêu, may chưa bị thương. Còn chiêu thứ ba trở đi tiện nữ có chống được hay không chưa cần bàn đến. Thiếu niên áo trắng ngừng mặt lên cười ha hả ba tiếng rồi đột nhiên trở gót chạy đi như bay. Lúc hắn đến chẳng khác trận cuồng phong khiến người phát khiếp thì lúc đi cũng tựa hồ một luồng khói tỏa bốc đi chẳng thấy hình tích gì. Quân Trung Phụng nhìn theo bóng trắng cho tới khi mất hút mới buông một tiếng thở dài nói, người này thủ đoạn thật là ác độc, tính tình lại cực kỳ khắc nghiệt. Mối thù này không báo không được." Quyên Nhi nói, "Cô nương ơi, trong võ lâm hiện nay chỉ có một người biết thi triển Thất Tiệt Ma kiếm. Người đó đã thu hắn làm đồ đệ thì nhất định không thu nạp cô nương nữa." quân trung phụng nghiên mình thi lễ nói, té ra tỷ tỷ là một vị cao thủ võ lâm biết nhiều hiểu rộng vào đây ẩn mình mà tiểu muội không hay, nói ra càng thêm hổ thẹn. Quyên nhi mỉm cười đáp, cô nương chưa qua lại giang hồ thì không thể biết mọi việc trong võ lâm và dĩ nhiên chưa hiểu lai lịch tỷ nữ. Quân trung phụng nói, có điều tiểu muội muốn biết là tại sao tỷ tỷ lại gửi thân nơi hàn xá, khuất mình giữ phận nô tí. Quyên Nhi mỉm cười đáp, chuyện đó sau này chúng ta sẽ nói. Điều gấp rút là phải cứu tính mạng Lệnh huynh trước. Quân Trung Phụng quay lại nhìn Ca Ca nằm dài dưới đất nàng buồn thảm nói: "Tiểu muội không thông y lý thì những việc làm thuốc trị thương thật là mờ mịt. Nhất thiết trông vào tỷ tỷ chỉ giáo cho." Quyên Nhi gật đầu đáp, "Nếu trong quân phủ còn có người thì nhờ bọn họ thu liệm di thể lão gia cùng phu nhân đi." thị ngừng lại một chút rồi nhìn quân trung phụng nói tiếp. Hiện giờ quân gia chỉ còn một cô nương là người lành mạnh vậy cô nương phải phấn chấn lên mới được. Quân trung phụng nói, tiểu muội cũng biết thế, nhưng hoàn toàn chưa có một chút lịch duyệt giang hồ. Song thân đã bị giết một cách đột ngột, huynh trưởng lại bị trọng thương. Tiểu muội không biết làm thế nào để chịu đựng nổi thảm cảnh tan hồn nát ruột quyên nhi nói vì thế mà tiểu tỳ phải thức tỉnh cô nương trong tình trạng này càng phải phấn khởi tinh thần quân trung phụng nhìn thi thể song thân và huynh trưởng bị trọng thương bất giác xa lệ nàng nghĩ tới mình đang ở trong một gia đình hoan lạc mà mới trong khoảnh khắc đã biến thành hoàn cảnh gia phá nhân vong thì lại càng chua xót gan vàng ngậm ngùi tức dạ quyên nhi khẽ thở dài nói cô nương cần bảo trọng tấm thân để xử lý mọi việc cần kíp quân trung phụng lau nước mắt nói, tỷ tỷ nói phải lắm. Nàng rào bước ra khỏi cửa sảnh đường, lớn tiếng gọi, trong nhà còn có ai không? Nguyên những tay cung thủ mai phục trong viện đều đã lén lút trốn đi. Quân Trung Phụng gọi đến ba câu, trong góc sân mới có tiếng đáp lời. Quân Trung Phụng nhìn xem ai thì ra người lão bộc hầu hạ phụ thân lâu năm, tên gọi quân Phúc nàng liền hỏi chỉ còn mình lão thôi ư quân phúc đáp chỉ còn một mình lão ở lại ngày thường bọn chúng tên nào cũng ra vẻ lanh lẹn đối với quân gia tỏ dạ trung thành nhưng nay gặp cơn nguy biến chúng đều nhanh chân chạy trước để cầu thoát thân quân trung phụng nói việc này quan hệ đến sinh mạng của con người trách họ thế nào được nàng thở dài nói tiếp bây giờ cường địch đi rồi chẳng hiểu còn trở lại nữa không lão gia cùng phu nhân đều bị nạn đại công tử cũng bị trọng thương lão hãy đi mua lấy hai cổ quan tài để thu liệm di thể cho xong thân ta quân phúc kinh hãi hỏi sao lão gia cùng phu nhân đều chết cả rồi ư quân trung phụng cố gượng bình tĩnh đáp chết cả rồi lão đi mua hai cổ quan tài quân phúc dạ một tiếng rồi chờ gót đi luôn Quân Trung Phụng quay lại nhìn Quyên Nhi nói, bây giờ tiểu muội ruột gan tan nát, mọi việc đều trông vào tỷ tỷ chỉ giáo cho. Quyên Nhi nói, cô nương hãy bớt nỗi bi ai mới xử lý được mọi việc. Điều cần nhất hiện giờ là cứu mạng cho Lệnh huynh đã. Quân Trung Phụng gật đầu đáp, chính là thế đó. Quyên Nhi nói, trong mình tỷ nữ có ít linh dược, tỷ nữ lại biết sơ qua y lý. Việc cứu mạng cho Lệnh huynh không thành vấn đề nhưng thương thế của lệnh huynh rất nặng, phải nửa tháng hay ít ra là 10 ngày mới đỡ, còn bình phục như thường thì phải đến 2 tháng, mà tiểu tỷ lại không ở đây được lâu. Quân Trung Phụng tuy không nói gì nhưng bụng bảo dạ, người gửi thân ở nhà ta đã nửa năm nay sao bây giờ không lưu lại được vài tháng. Quyên Nhi dường như đã hiểu rõ ý nghĩ của quân Trung Phụng liền tùm tỉm cười nói, quân cô nương đừng tưởng Quyên Nhi có điều chi giả trá. Sự thực Tiểu Tỳ đã định sắp ra đi từ trước, nếu không xảy đại biến thì Tiểu Tỳ ngày mốt cũng xin khởi hành. Bây giờ có việc bất hạnh, Tiểu Tỳ xin ở lại 7 ngày. Đó là kỳ hạn nhiều nhất. Quân Trung Phụng đột nhiên nghiêng mình thi lễ nói, "Thịnh ý của Tỳ Tỷ đến chết tiểu muội cũng không quên được. Tiểu muội xin có lời cảm tạ." Quyên Nhi thở dài nói, "Tiểu Tỳ không dám nhận lễ của cô nương." Còn một việc nữa, tiểu tỷ cần nói rõ cho cô nương biết trước là sau khi lệnh huynh khỏi thương thế rồi, chẳng những y không thể luyện thêm được võ công mà bản lãnh ngày trước cũng mất hết. Ngoài việc ăn uống, lệnh huynh là một phế nhân." Quân Trung Phụng nói, "Y là huynh trưởng và là người thân độc nhất trong đời của tiểu muội. Dĩ nhiên tiểu muội phải phục thị suốt đời, dù y có thành phế nhân cũng phải cứu cho toàn mạng." Quyên Nhi gật đầu nói, "Như thế mới phải tiểu tì xin tận lực cứu y. Thị thò tay vào bọc sờ lấy chiếc bình ngọc móc hai viên thuốc bỏ vào miệng quân trung bình. Thương thế quân trung bình cực kỳ trầm trọng, dĩ nhiên y không đủ sức nuốt xuống được. Quyên nhi tiện tay nhắc lấy hồ rượu trên bàn rót vào miệng cho y nuốt vào cổ họng rồi nói. Hai viên thuốc này của tiểu Tỳ có thể giữ cho nguyên khí khỏi tiêu tan, nhưng còn miệng vết thương cần phải có thuốc gì. Quân trung phụng hỏi, lấy thuốc gì dịt? quyên nhi đáp thuốc đấu là được rồi quân trung phụng nói cái đó thì gia phụ đã chuẩn bị sẵn vậy tiểu muội xin đi lấy quyên nhi nói khoan đã lệnh huynh không thể để nằm đây được hãy đưa y vào phòng rồi sẽ dịt thuốc quân trung phụng ôm quân trung bình lên đi vào nhà trong đoạn lấy thuốc đấu dịt vết thương quyên nhi băng bó cho quân trung bình xong thở dài nói sau 2 giờ nữa sức thuốc mới sinh hiệu lực và người y mới tỉnh lại. Bây giờ hãy để y nằm nghỉ ở đây. Chúng ta ra ngoài lo liệu việc khâm liệm cho lệnh tôn cùng lệnh đường. Hai người trở ra nhà khách sành. Quân Phúc đã kêu người khiên hai cổ quan tài đến. Quyên Nhi giúp quân Trung Phụng thu liệm thi hài vợ chồng quân Thiên Phụng xong thì đêm đã sang canh năm quân trung phụng ngó quyên nhi bằng con mắt tha thiết nói, chuyến này quân gia xảy ra đại họa, may nhờ tỷ tỷ chiếu cố cho rất nhiều. Tiểu muội cảm kích nói không xiết được. Quyên nhi đáp, tiểu tỷ gửi thân trong quân phủ đã nửa năm trời, được tiểu thư cùng phu nhân giàu lòng thương mến. Chút công nhỏ mọn này có chi đáng kể. Tiểu thư bất tất phải để dạ. Quân trung phụng nói nếu tiểu muội nhớ không lầm thì trước đây nửa năm tỷ tỷ đã theo ra mẫu về đây. Quyên Nhi đáp, đúng thế. Bữa đó phu nhân đến dâng hương ở chùa Hoàng Long, tiểu tỷ đang dưỡng bệnh trong chùa thì được phu nhân thu nạp đưa về quân phủ. Quân Trung Phụng khẽ buông tiếng thở dài nói, tỷ tỷ ơi. Tiểu muội có mấy điều thắc mắc nói ra xin tỷ tỷ đừng giận. Quyên Nhi hỏi, tiểu thư có điều chi xin cứ hỏi. Quân Trung Phụng nói, "Tỷ tỷ đã mình mang tuyệt kỹ, nóng lạnh không xâm nhập vào được." Tỷ tỷ ở Hàn Xá nửa năm, cả nhà không một ai hay tỷ tỷ võ công cao cường, rõ ràng tỷ tỷ đã luyện đến bực nội công thượng thừa mà còn vào ẩn thân nơi đây tất có nguyên nhân. Quyên Nhi tủm tỉm cười đáp, "Tiểu thư quả là bậc thông minh. Tiểu tỷ gửi mình ở đây là có chuyện mưu đồ, nhưng trong nhà tiểu thư xảy ra điều bất hạnh, vậy ý nguyện kia chẳng nói tới làm chi nữa." Quân Trung Phụng lại hỏi. Trời ơi ngày trước gia phụ ra vào trốn lục lâm chắc đã làm nên nhiều điều lầm lỗi đáng tiếc. Chẳng hay ra ra có chỗ nào làm thiệt hại đến tỷ tỷ không? Quyên Nhi lắc đầu đáp, không có chuyện đó. Quân Trung Phụng nói, việc đã đến thế này, xin tỷ tỷ nói rõ nội tình. Tiểu muội tự biết khó lòng giúp đỡ được tỷ tỷ điều chi, song cũng xin tận lực. Quyên Nhi nói thừa cơ lúc người ta đang ở trong tình trạng nguy nan để tọa nguyện, tiểu tỳ không muốn làm. Quân Trung Phụng nở một nụ cười chua chát nói. Hàn xá gặp cơn đại biến, tiểu muội cũng không ở đây lâu nữa. Chỉ còn chờ huynh trưởng khỏi vết thương và an táng cho xong thân là tiểu muội cũng đi nơi khác. Quyên Nhi hỏi, cô nương định đi đâu? Quân Trung Phụng đáp, phương trời mờ mịt, tiểu muội cũng chưa biết sẽ đi về phương nào có điều chắc chắn là không ở đây lâu nữa. Quyên Nhi lẳng lặng trầm tư. Quân Trung Phụng lại nói tiếp. Khi ấy trang viện này cũng sẽ bỏ không? Nếu tỷ tỷ cho biết nội tình, tiểu muội hà tiếc gì? Nàng nói đến đây bổng dừng lại. Quyên Nhi thở dài nói. Cô nương nhất định hỏi rõ điều sợ nguyện, tiểu tỷ đành phải trình bày. Quân Trung Phụng nói, tiểu muội xin rửa tay để nghe đây. Quyên Nhi nói tiểu tỷ ở đây nửa năm, mãi đến hôm qua mới kiếm ra cái vật mưu đồ đã toan lấy đem đi tức khác, nhưng nghĩ đến mối tình sâu đậm của phu nhân cùng tiểu thư, trong lòng rất nổi băn khoăn. Ngờ đâu đêm nay tôn phủ xảy cuộc đại biến. Quân Trung Phụng nói, tỷ tỷ kiếm thấy vật gì? Nếu tỷ tỷ đã muốn, tiểu muội nhất định xin kính tặng. Bằng tỷ tỷ không muốn nói ra, tiểu muội cũng không miễn cưỡng trong hàn xá có vật chi mà tỷ tỷ muốn lấy xin tùy ý đem đi. Quyên Nhi nói, như thế thì tiểu tỷ cũng chẳng an tâm. Quân Trung Phụng thở dài, hỡi ôi. Một gia đình êm ấm mà trong nháy mắt đã thành tan nát. Dù tiểu muội ngu dài, cũng thất đời là một số không? Thế thì còn tiếc thân ngoại chi vật làm gì? Xin tỷ tỷ cứ cho hay, tiểu muội nhất định kính tặng, hà tất tỷ tỷ phải băn khoăn. Quyên Nhi trầm ngâm một chút rồi hỏi, tiểu thư đã dạy thế, tiểu tỳ xin nói thẳng. Trong phòng lệnh tôn có một bức lưu hải bí thiền đồ, tiểu thư đã biết chưa? Quân Trung Phụng đáp, tiểu muội ít khi được qua phòng gia phụ, nên không để ý, Quyên Nhi nói. Lưu hải bí thiền đồ là bức tranh mà tiểu tỳ thường mơ ước. Nếu tiểu thư nhất định tặng cho, thì xin vào lấy đưa cho tiểu tỳ. Quân Trung Phụng nói. Tỷ tỷ đã biết chỗ để họa đồ đó thì cứ việc vào mà lấy. Quyên Nhi vừa cất bước đi vừa nói, tiểu tỷ mà không lấy bức đồ này thì rồi đây kẻ khác cũng lấy mất. Vậy tiểu tỷ xin tuân mệnh." Quân Trung Phụng lớn tiếng nói, "Tỷ tỷ hãy dừng bước." Quyên Nhi dừng bước quay lại hỏi, "Tiểu thư có điều chi dạy bảo?" Quân Trung Phụng hỏi lại, "Trong phòng gia phụ còn vật gì nữa không?" Quyên Nhi đáp, "Cái đó tiểu tỷ cũng không rõ." Quân Trung Phụng nói: Xin tỷ tỷ đừng hiểu lầm, ý tiểu muội muốn nói là trong phòng gia phụ còn vật gì mà tỷ tỷ ưa thì cứ tự tiện lấy hết đi. Hỡi ôi, tiểu muội cô lậu chẳng hiểu gì mấy, để lại cũng bằng vô dụng. Quyên Nhi tủm tỉm cười đáp: đa tạ cô nương. Quyên Nhi tiếp tục cất bước, trong lòng nhủ thầm: con nhà đầu này quả nhiên thông minh, giá mình không cáo từ đã bỏ đi à cũng không hay biết vụ này. Bây giờ tuy ả à không hiểu rõ nội tình nhưng cũng biết bước lưu hải bí thiền đồ là vật chân quý. Quân Trung Phụng chú ý nhìn bóng sau lưng Quyên Nhi cho tới lúc mất hút. Đoạn nàng thiết lập một tòa lịnh đường sơ xài, rồi vào nhà lấy trăm lạng vàng, nàng buồn giàu nhìn quân Phúc nói. Bọn chúng bỏ trốn hết rồi chỉ còn một mình lão đủ tỏ lão hết dạ trung thành với quân gia. Quân Phúc nói, bổn phận lão nô là phải như vậy quân trung phụng nở một nụ cười nhan nhó nói nay lão gia cùng phu nhân đều tạ thế ta không ở đây lâu nữa vậy tặng cho lão trăm lạng vàng để lão đem về nguyên quán an dưỡng tuổi già quân phúc nói tiểu thư cho nhiều quá khi nào lão nô dám nhận quân trung phụng giảng giải một hồi quân phúc mới thọ lãnh lão nói lão nô xin ở lại đây ít ngày chờ tiểu thư an táng lão gia cùng phu nhân xong rồi sẽ ra đi quân trung phụng gạt đi, lão bất tất ở lại làm chi? Ta đã có nơi quàn di thể song thân. Vậy lão về sớm đi cũng được. Quân phúc sụp lại trước quan tài ba lạy, đoạn từ tạ quân trung phụng xong cất bước lên đường. Quân trung phụng thắp hương nến, phục lại trước quan tài, không sao nhẫn nại được nổi bi ai. Nàng nghẹn ngào một lúc rồi buông tiếng khóc dòng. Chương 4, thiếu kinh nghiệm khôn phân thù bạn nghe chọn bộ tại mechuyenaudio.com. Không biết thời gian trôi qua đã bao lâu, đột nhiên Quyên Nhi khẽ thở dài nói: "Cô Nương chẳng nên khóc lóc làm chi, người chết rồi không thể sống lại được. Cô Nương nên bớt nổi bi ai, bảo trọng thân thể là hơn." Quân Trung Phụng lau nước mắt buồn dầu nói: "Đa tạ tỷ tỷ có lời chỉ giáo." Nàng ngừng lại một chút rồi hỏi: "Tỷ tỷ đã lấy được vật đó chưa?" Quyên Nhi hỏi lại, phải chăng cô nương muốn hỏi bức họa lưu hải bí thiền đồ? Quân Trung Phụng đáp, tất cả thứ gì trong nhà này mà tỷ tỷ thích thì cứ lấy việc lấy đi. Quyên Nhi nói, cô nương đừng hiểu lầm Quyên Nhi nhân lúc người ta bị cháy nhà mình chỉ vào hôi của. Quân Trung Phụng nói, trời ơi! tiểu muội chỉ còn chờ thương thế gia huynh đỡ một chút là lập tức lên đường, bỏ hết cả trang viện lớn lao cùng những đồ vật trong nhà, chỉ mang đi một ít đồ tế nhuyễn vàng bạc. Dĩ nhiên là những đồ cổ ngoạn và danh họa mà gia phụ tàng chữ đều bỏ lại hết. Quyên Nhi nói, bây giờ thế này vậy. Tiểu tì giúp cô nương thu xếp lại những bức danh họa và đồ cổ ngoạn mà lệnh tôn để lại lựa một ít đem đi. Quân Trung Phụng nói, xin đa tạ tỷ tỷ. Quyên Nhi nói, xem chừng thương thế của lệnh huynh nặng lắm, ít ra là sáu bảy ngày chưa thể đăng trình được. Tiểu Tì không thể chờ cô nương để cùng đi một thể được. Thị ngừng lại một chút rồi hỏi, cô nương đã định đi đâu chưa? Quân Trung Phụng lắc đầu đáp chưa. Rời khỏi đây một bước, tiểu muội thực không biết chỗ nào có thể yên thân được. Quyên Nhi trao mày nói, nếu vậy thì nguy hiểm quá. Thà là cứ ở lại trong tòa nhà này còn hơn. Võ công của cô nương tuy chưa phải là hạng nhất võ lâm, nhưng để đối phó với bọn võ sư hay giặc cỏ thì có thừa rồi." Quân Trung Phụng nói, "Tiểu muội không muốn ở lại nơi đầy cảnh đoạn trường này." Quyên Nhi nói, "Nếu vậy thì khó nhỉ." Quân Trung Phụng đột nhiên ngó Quyên Nhi nói, "Tiểu muội nhờ tỷ tỷ giúp cho trong lúc cấp bách này." Quyên Nhi nói, "Tiểu tỷ giúp cô nương thế nào được?" "Tiểu tỷ ở lại đây 7 ngày đã là quá rồi." Quân Trung Phụng nói: "Tiểu muội không dám yêu cầu tỷ tỷ như vậy." Quyên Nhi hỏi: "Tiểu tỷ không hiểu cô nương bảo giúp chuyện gì?" Quân Trung Phụng nói: "Tỷ tỷ ở trong võ lâm đã lâu tất quen nhiều. Xin tỷ tỷ giới thiệu dùng tiểu muội một chỗ." Quyên Nhi hỏi: "Tiểu tỷ cũng không quen biết mấy đâu, biết giới thiệu cô nương với ai được?" Quân Trung Phụng toan quỳ gối xuống. Quyên Nhi vội vàng đỡ nàng dậy nói: "Xin cô nương dậy đi." Chúng ta từ từ thương lượng xem sao." Quân Trung Phụng nói, "Xin tỷ tỷ nghĩ đến tình tiểu muội cô đơn, không nơi nương tựa mà giúp tiểu muội trong lúc hoang mang này." Quyên Nhi trầm ngâm một lúc rồi hỏi, "Cô nương muốn tìm nơi thế nào?" Quân Trung Phụng đáp, "Tốt hơn hết là nơi thanh tĩnh, không có chuyện tranh chấp ngoài đời." Quyên Nhi nói, "Xin cô nương dậy đi để tiểu tỷ suy tính rồi sẽ phúc đáp được không?" thị nghĩ thầm trong bụng, con nhà đầu đáo để lắm. Mình giới thiệu cho y một nơi nào là chuốc lấy sự phiền não. Ngày sau có chuyện đền ân trả oán tất chẳng khỏi liên quan đến mình. Thị còn đang ngẫm nghĩ thì quân trung phụng đáp tiểu muội ở trốn thâm khuê từ thuở nhỏ, ngoài tỷ tỷ ra chẳng còn một ai giúp đỡ. Quyên Nhi khẽ thở dài nói, cô nương phải tìm đến một chỗ chẳng những người ta cần tinh thông y dược mà còn phải có đủ năng lực để bảo vệ cho anh em cô nương được an toàn. Thị trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp, ít ra nhân vật đó không sợ thất tiệt ma kiếm của thiếu niên áo trắng mới được. Quân Trung Phụng khẽ thở dài hỏi, phải chăng Tỷ Tỷ trong lòng vẫn sợ mình bị lôi cuốn vào vòng ân oán thị phi? Quyên Nhi đáp, Tiểu Tỷ thì không sợ nhưng chẳng thể đem chuyện thị phi ơn oán này chút lên đầu người khác được. thị thở dài nói tiếp bây giờ ta làm thế này. tiểu tỳ viết một phong thơ giới thiệu cô nương cầm đến cầu kiến. người ta xem thơ lượng tình có chịu thu lưu hay không là tùy theo bước đường may rủi của cô nương. quân trung phụng nói được vậy tiểu muội cũng đã cảm kích vô cùng. quyên nhi nói công việc đã quyết định như vậy, tưởng cô nương nên khoan tâm một chút, đừng ôm mối đau khổ suốt ngày cho hao tổn tinh thần. Thời giờ thấm thoát, chớp mắt đã hết hai ngày. Trong hai ngày này tuy quân trung phụng đã dáng chấn tĩnh. Nhưng nàng là một thiếu nữ từ nhỏ ở trốn thâm khuê thì sao chịu đựng nổi cơn gia biến trọng đại này. Nàng bị héo hon gan ruột, thần trí mê man, may được quyên nhi chiếu cố cho mới đỡ phần nào và nàng đã dần dần trở lại cương quyết quân trung phụng đi thẳng vào giường thấy quân trung bình vẫn còn mê man trong hai ngày chàng được quyên nhi hết lòng săn sóc đã có lúc hồi tỉnh lại được bất thình lình một hồi đập cổng cấp bách vang lên quân trung phụng cau mày rút thanh đoàn kiếm toan chạy ra ngoài thì thấy bóng người chuyển động hai già hai trẻ theo nhau đi vào mấy người này cước bộ rất mau lẹ từ cổng đi vào chớp mắt đã đến trước nhà đại sành hai lão già đều mặc áo dài màu thanh thiên. Dưới cầm có những chòm râu dài bạc phơ. Trong tay đều cầm một thanh cương đao. Hai người nhỏ tuổi đều vận võ phục màu đen và chạc tuổi vào khoảng trên dưới 20. Hai gã này cũng tay cầm binh khí và lưng dắt đơn đao. Quân Trung Phụng cầm ngang bảo kiếm đứng chắn trước cửa sảnh đường cất tiếng hỏi, bốn vị là ai? Lão già mé tà tay cầm đơn đao liền dừng bước lại đảo mắt nhìn bốn phía rồi hỏi lại. Phải chăng đây là trang viện nhà họ quân? Quân Trung Phụng đáp, phải rồi. Các vị muốn kiếm ai? Lão già mé tà đáp, bọn ta kiếm quân Thiên Phụng. Quân Trung Phụng bụng bảo dạ. Song thân ta vừa mất mạng chưa được ba ngày thì bọn tầm cứu thứ hai này lại tới. Chắc ngày trước ra ra ta đã làm nhiều tội ác thâm trọng. Nàng xoay chuyển ý nghĩ rồi miệng đáp. Các vị có điều chi cứ cho tiểu nữ hay? Tiểu nữ là con gái y, lão già mé tả nghiêng mình nói, té ra là quân cô nương. Lão phu thất kính mất rồi. Ngừng lại một chút lão nói tiếp. Tòa đại viện này dường như bao phủ một làn không khí thê lương, tựa hồ mới xảy cuộc đại biến. Lão đưa mắt nhìn vào đại sảnh hỏi tiếp. Trong sảnh đường bầy hai cổ quan tài không hiểu là những ai vậy? quân trung phụng buồn giàu đáp đó là tiên phụ mẫu bốn vị muốn gặp gia phụ e rằng vĩnh viễn không được như nguyện lão già mé tả dậm chân nói bọn lão phu đến chậm mất rồi quân trung phụng không hiểu bọn này là bạn hay là thù nàng ngơ ngẩn nói bốn vị đến chậm hết ba ngày lão già mé tả nói nếu bọn lão phu đến sớm ba ngày thì lệnh tôn lệnh đường không đến nỗi bị hại về tay kẻ địch quân trung phụng tra kiếm vào vỏ nghiêng mình thi lễ nói té ra bốn vị là bạn cố chi của gia phụ vãn bối trong lúc hoang mang có điều thất lễ bây giờ xin tạ tội bốn người đều đáp lễ lão già mé tả hỏi cô nương có thấy mặt hung thủ không quân trung phụng gật đầu đáp vãn bối thấy qua rồi lão già mé tả hỏi phải chăng gã là một thiếu niên mình mặc áo trắng gã còn nhỏ tuổi mà kiếm chiêu cực kỳ lợi hại quân trung phụng gật đầu đáp đúng thế lão già mé tả lại nói lão phu là tả đao quan tây còn vị này là hữu đao quan tây người anh em với lão phu quân trung phụng nhìn kỹ hai lão già thì chẳng những y phục khí giới giống nhau mà cả về tuổi tác tướng mạo cũng chẳng chỗ nào khác biệt nếu lão không tự giới thiệu thì khó mà phân biệt được ai là ca ca ai là đệ đệ quân trung phụng lại nghiêng mình hỏi, hai vị quan lão tiền bối quen biết gia phụ đã lâu chưa? Nguyên hai lão này đẻ sinh đôi nên nếu họ không tự giới thiệu thì người ngoài khó mà phân biệt được. Hữu đào quan trung đáp, bọn lão phu vốn không quen biết lệnh tôn. Quân trung phụng sửng sốt hỏi, hai vị không quen biết sao lại đến đây cứu viện? Quan tây đáp bọn huynh đệ sư đồ lão phu bốn người chịu lời ủy thác của người khác đến đây để quyết đấu với hung thủ áo trắng không ngờ đến chậm mất một bước quân trung phụng nghĩ thầm lão này nói chậm một bước cho có vẻ lịch sự thực ra lão đã đến chậm ba ngày nàng cất giọng ôn tồn lễ phép đáp tuy bốn vị chịu lời ủy thác mà đến đây nhưng cũng vì mục đích cứu viện cho gia đình vãn bối vãn bối cảm kích vô cùng dứt lời nàng xá dài Tả đao quan tây khẻ ho một tiếng rồi nói. Bọn lão phu đến chậm một bước không ngăn trở được vụ thảm sát này, thực là một điều rất đáng tiếc. Nhưng việc đã xảy ra rồi, mong rằng cô nương bớt nổi bi ai, thuận theo biến cố. Quân Trung Phụng nói, đa tạ các vị có dạ quan hoài. Quan Tây quay lại nhìn Quan Trung hỏi, bọn lão phu có điều muốn hỏi cô nương, chẳng hay có thể trình bày được chăng? Quân Trung Phụng đáp nếu là điều mà vãn bối biết thì dĩ nhiên cứ thực phúc đáp quan tây hỏi phải chăng hung thủ đã dùng những thủ đoạn cực kỳ thảm khốc quân trung phụng đáp gã phóng kiếm lẹ như gió đã ra chiêu là tất hại người lại nhằm vào những chỗ yếu huyệt mà đánh khiến cho người ta phải thành tàn phế suốt đời quan tây lại nói ý lão phu muốn hỏi lúc hung thủ ra tay có hỏi gì lệnh tôn không quân trung phụng hỏi lại tiền bối muốn gã hỏi thế nào quan tây nói gã có hỏi về mấy người bạn tri kỷ của lệnh tôn ngày trước không quân trung phụng đáp thiếu niên áo trắng nói huyệt tuệt vì chuyện báo thù xong thân vãn bối mà đến đồng thời gã có truy vấn những người đã cùng gia phụ tham dự vào việc ngày trước quan tây hỏi lệnh tôn có cho gã biết không quân trung phụng đáp gia phụ vẫn giữ tích cách của người hào kiệt thà chết chứ không chịu khuất phục dĩ nhiên người không chịu tố cáo một ai với gã quan tây nói vậy là hay lắm bọn lão phu phải đi truy tầm hung thủ không dám quấy nhiễu cô nương nữa lão nói đoạn trở gót đi ngay lão vừa đi được hai bước đột nhiên dừng lại hỏi lúc hung thủ hành hung cô nương có mặt tại đương trường không quân trung phụng đáp chính mắt vãn bối chứng kiến hung thủ bức bách gia phụ và gia mẫu rồi gã phóng kiếm đánh huynh trưởng vãn bối bị trọng thương quan tây hỏi lệnh huynh không chết ư quân trung phụng đáp tuy ra huynh chưa chết nhưng y bị thanh trường kiếm của hung thủ chặt đứt hai đường kinh mạch thế là suốt đời không còn cách nào luyện võ được nữa quan tây hỏi nhà họ quân còn ai không quân trung phụng đáp song thân vãn bối bị hại huynh trưởng bị trọng thương chỉ có một mình vãn bối được an lành. Quan Tây hỏi, bây giờ chỉ còn mình cô nương thì cô nương tính sao đây? Quân Trung Phụng đáp, phương trời mờ mịt, vãn bối cũng chưa biết đi về đâu. Quan Tây trầm ngâm một chút rồi hỏi, hồi sinh tiền lệnh tôn có mấy vị lão hữu rất thân mật phải không? Quân Trung Phụng đáp, gia phụ ẩn cư ở đây rất ít người qua lại. Quan Trung cũng hỏi theo, có điều lão chưa rõ xin cô nương chỉ giáo quân trung phụng hỏi lại, tiền bối có điều chi dạy bảo. Quan trung đáp, theo chỗ điều tra của anh em lão phu thì tên hung thủ kia thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, bao giờ nhổ cỏ cũng nhổ, cả rể, thường khi giết sạch. Cả con gà con chó cũng không tha mà sao gả lại để cô nương không hạ thủ. Lão nói câu này đầy vẻ nghi hoặc. Quân Trung Phụng tựa hồ không ngờ lão hỏi câu này một cách đột ngột trong lúc thẳng thốt nàng không biết trả lời thế nào cho phải chỉ ngần ngư đáp gã đã hứa với gia phụ là không giết vãn bối quan trung cười ha hả nói cô nương càng nói càng hồ đồ giả tỷ cô bảo năn nỉ gã hoặc giả gã động lòng chắc ẩn mà tha thứ cho thì còn có lý nếu bảo rằng lệnh tôn năn nỉ gã mà được gã tha mạng cho cô nương thì thực chẳng thể nào tin được quân trung phụng chưa am hiểu những vụ gian trá trên trốn giang hồ, nàng không nghe biết đây là thanh âm của người ngoài quan ải. Nàng trao mày đáp, sự thực là như vậy. Hai vị không tin thì vãn bối cũng chẳng biết làm thế nào được. Quan Trung quay lại nói khẽ với quan Tây mấy câu rồi lớn tiếng, cô nương có phải là con gái của quân Thiên Phụng hay không? Bọn lão phu thực chẳng có cách nào chứng minh. Nhưng đây còn một người tàn phế và hung thủ lại để cô nương sống sót thật khiến cho người ta khó tin lắm. Quân Trung phụng nhíu cặp mày liễu hỏi lại, hai vị tiền bối nói vậy là có dụng tâm gì khiến cho Vãn bối không hiểu được. Quan Trung đáp, chỗ dụng tâm của bọn lão phu giản dị lắm. Lão phu chỉ muốn chứng thực cô nương có phải là con gái của Quân Thiên Phụng hay không mà thôi. Quân Trung Phụng đáp, vãn bối nói vậy mà hai vị không tin thì biết làm thế nào để chứng minh bây giờ. Quan Trung nói, bọn lão phu không hiểu cô nương nhưng còn người quen biết. Có điều lão phu phiền cô nương đi theo đến chỗ có người chứng minh lai lịch đó. Quân Trung Phụng hỏi lại, di hài gia phụ chưa được an táng, huynh trưởng lại bị trọng thương chỉ còn thoi thớp. Vãn bối bỏ đây đi thế nào được? Quan Trung trao mày hỏi bây giờ bọn lão phu giúp dùm cô nương an táng lệnh tôn cùng lệnh đường thì cô nương tính thế nào? Quân Trung Phụng trầm ngâm một lúc rồi hỏi lại, hai vị định đưa vãn bối đi gặp ai? Quan Tây đáp, một người cố hữu của lệnh tôn. Quân Trung Phụng nói, để vãn bối thương lượng với người nhà một chút. Quan Trung sửng sốt, sao? Trong nhà này ngoài cô nương còn có người sống nữa ư? quân trung phụng đáp, à, đây là một vị tỷ tỷ của vãn bối. Quan trung ngạc nhiên hỏi, thế ra lệnh tôn có hai con gái ư, quân trung phụng đáp, không phải. Đây là một vị tỷ tỷ khác họ. Nàng chưa dứt lời thì Quyên Nhi đã từ bên ngoài thủng thẳng đi tới. Thị cất tiếng hỏi, tiểu nữ đây mà. Hai vị còn có ý chưa vừa lòng chăng? Quan Trung đảo mắt nhìn ra thấy Quyên Nhi ăn mặc ra kiểu nha hoàn, song nhan sắc tuyệt đẹp, đẹp hơn quân Trung Phụng rất nhiều. Có điều mắt cô lộ sát khí thành ra cái đẹp của cô khiến người ta có cảm giác lạnh như băng xương. Quan Tây cười khanh khách hỏi, cô nương cũng là người sống sót dưới kiếm của hung thủ áo trắng ư. Quyên Nhi nhím cặp lông mày xinh đẹp hỏi lại, phải thế thì sao? quan trung đột nhiên quay sang nhìn quân trung phụng nói cô nương nói dối mỗi lúc một lòi đuôi quân trung phụng nói vãn bối nói câu nào cũng đều thực hết làm gì có chuyện dối trá quyên nhi nói tiếp nếu là những lời giả dối thì đã không để nhiều chỗ sơ hở như vậy quan trung đột nhiên vươn tay phải ra nhằm chụp vào huyệt mạch cổ tay bên hữu quyên nhi quyên nhi né mình tránh khỏi rồi hỏi bằng một giọng nghiêm khắc lão muốn chết chăng Quan Trung chụp không trúng cổ tay Quyên Nhi, lão biết ngay bản lãnh đối phương không phải tầm thường, sừng sốt hỏi, cô là người thế nào trong nhà họ quân? Quyên Nhi sẵn giọng đáp, hai vị có đuôi mắt đâu mà không nhìn ra tiểu nữ là một tên nha đầu. Quân Trung Phụng khẽ buông tiếng thở dài hỏi, tỷ tỷ ơi! Vụ này là thế nào đây? Quyên Nhi đáp, giản dị lắm. Bọn họ chịu lời ủy thác của người ta đến đây viện trợ nhưng chậm mất ba ngày họ thấy cô nương chưa chết xanh lòng nghi hoặc nhưng ngoài ra họ còn có mục đích gì nữa thì khó mà đoán được quan tây nói đúng thế bọn lão phu theo dõi hung thủ áo trắng liễu trường công nguyên tử khiêm đều bị chu diệt cả nhà chỉ có một mình quân ra ra ngoài lệ đó thì làm sao mà khỏi nghi ngờ được quyên nhi hỏi lại theo ý hai vị bây giờ nên thế nào quan tây trầm ngâm một lúc rồi đáp có một điều trọng yếu là bọn lão phu cần chứng minh lai lịch quân cô nương quyên nhi hỏi chứng minh bằng cách nào quan tây đáp bọn lão phu không biết quân cô nương nhưng có người nhận biết vậy phiền quân cô nương theo lão phu đi để hoàn thành việc chứng minh này quyên nhi nói nếu vậy thì thử hỏi quân cô nương xem quan trung thủng thẳng hỏi ý quân cô nương thế nào quyên nhi chắc là quân trung phụng sẽ cự tuyệt nên nàng không tiện xen vào ngờ đâu sự tình đã xảy ra ngoài ý nghĩ của cô quân trung phụng ôn tồn hỏi hai vị muốn đưa vãn bối đi đâu quan tây trầm ngâm một lúc rồi đáp bọn lão phu đưa cô nương đến gặp hai người bạn cố cựu quân trung phụng hỏi vãn bối không quen biết mấy làm gì có bạn cố cựu quan tây nói người bạn cố giao của lệnh tôn thì có khác gì người cố cựu của cô nương. Quân Trung Phụng đưa mắt nhìn Quyên Nhi nhưng thấy cô không có ý ngăn trở liền hỏi. Những người đó vãn bối chưa từng thấy qua mà đến quấy nhiễu họ sao tiện. Ý tự câu nói này tự hồ đã quyết định đi theo quan tây. Quyên Nhi nghĩ thầm trong bụng. Con nhà đầu này vẫn không quên những mối cừu hận nên mới bị người ta lừa gạt một cách dễ dàng xem chừng mình không thể nào quản cố được y nguyên cô đã nghĩ cho quân trung phụng được chỗ yên thân nhưng lúc này cô không muốn nói ra nữa quan tây nói theo chỗ lão phu biết thì lệnh tôn hồi sanh tiền thiếu chi bạn bè nếu họ biết vụ này tất nhiên tìm cách báo thù dùm cho cô nương quân trung phụng đưa mắt nhìn quyên nhi hỏi tỷ 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 tính dùm tiểu muội có nên đi không quyên nhi hỏi đi đâu Quân Trung Phụng đáp, đi theo mấy vị tiền bối đến ra mắt mấy vị bạn cũ của tiên phụ. Quyên Nhi chưa trả lời thì Quân Trung Phụng lại nói tiếp. Trước kia tiểu muội đã nhờ tỷ tỷ kiếm cho một chỗ, nhưng bây giờ khỏi phiền đến tỷ tỷ nữa. Quyên Nhi thở dài ngập ngừng, cô nương đã quyết định. Tiểu tỷ không thể cải biến. Quân Trung Phụng lại nói, trước tình cảnh gia phụ bị thảm tử, lúc nào tiểu muội cũng canh cánh bên lòng không sao quên được tiểu muội chỉ mong được gặp mấy vị cố hữu của tiên phụ đặng cùng mưu việc báo thù rửa hận thì chuyến này cũng không đến nỗi vô ích. Trương Nam, Hà Nhạc Ngũ Quái, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Quyên Nhi hỏi, còn lệnh ca ca bị thương thì sao? Quân Trung Phụng đáp. Sau khi suy tính, tiểu muội nhận thấy đành tạm để y ở lại đây là tiện hơn. Quyên Nhi sừng sốt hỏi, sao? Người thân duy nhất của cô nương mà cô nương không nhìn đến nữa ư, quân trung phụng đáp. Đã có tỷ tỷ ở đây, xin lưu lại thêm mấy bữa. Khi đó chắc thương thế của gia huynh chắc cũng đỡ nhiều. Theo ý tiểu muội thì mướn thêm vài kẻ nam bộc nữ tỷ linh lợi để săn sóc cho y. Tiểu muội đi hội kiến với mấy vị cố hữu của tiên phụ, tìm ra được quyết định xong là trở về đây đón y, không hiểu cao kiến của tỷ tỷ thế nào. Quyên Nhi cúi xuống trầm ngâm một lúc, bổng thị ngừng đầu lên đáp, nếu cô nương nhất định hỏi tiểu tỳ thì tiểu tỳ quyết định không tán thành cuộc đi này. Quân Trung Phụng nói, nhưng tỷ tỷ lại không ở luôn với tiểu muội thì làm thế nào? Quyên Nhi thủng thẳng đáp, vì vậy mà tiểu tỳ không muốn dính vào. Đoạn y thị trở gót rời khỏi nhà đại sành. Quân Trung Phụng nhìn theo bóng sau lưng Quyên Nhi khẽ buông một tiếng thở dài rồi trao mày ra vẻ trầm tư trong lòng nàng có rất nhiều mối hoài nghi. Nàng đâm ra lưỡng lự không biết nên nghe lời nói của Quyên Nhi hay là cứ đi theo hai lão này. Trong lúc thẳng thốt, quân Trung Phụng không quyết định được nên theo chiều nào. Nàng trầm ngâm hồi lâu không nói gì. Tả đào quan tây hắng giọng một tiếng rồi hỏi, quân cô nương. Vị cô nương đó đối với cô nương là người thế nào? Quân Trung Phụng đáp trên danh nghĩa y chỉ là người giúp việc cho nhà họ quân mà trên thực tế y là ân nhân cứu mạng cho vãn bối. Quan Tây lại hỏi, phải chăng ý cô nương nói là cô ta đã động thủ với thiếu niên áo trắng? Quân Trung Phụng đáp, y đã tiếp hai kiếm của thiếu niên áo trắng mới cứu mạng được cho vãn bối. Quan Tây đột nhiên quay lại khẻ bàn nhỏ với Quan Trung một lúc rồi nói. Cô nương nói vậy thì hay hơn hết là để y cùng đi với chúng ta. Quân Trung Phụng lắc đầu đáp, vãn bối e rằng y không chịu. Quan Tây nói, bọn lão phu hy vọng y sẽ ưng lời. Vạn nhất mà y không chịu thì chúng ta đành dùng biện pháp khác vậy, biện pháp gì? Quan Tây đáp, bọn lão phu hy vọng không đến nỗi tổn thương hòa khí. Nếu y cố chấp không chịu nghe theo thì chúng ta đành dùng cường lực vậy. Quân Trung Phụng nói, vụ này không liên quan gì đến y thì sao mình lại quăng cả y vào được đang lúc nói chuyện bổng nhìn thấy một tờ giấy trắng bay phất phới tiến gần lại quan tây giơ tay ra nắm lấy tờ giấy trắng chú y nhìn xem thì trên đề thị đệ quân trung phụng quan tây nhìn qua rồi trao lại cho quân trung phụng nói đây là thơ gửi cho cô nương hai tên đại hán tuổi trẻ đảo mắt nhìn quanh rồi đột nhiên lao mình như bay ra khỏi nhà đại sành quân trung phụng đón lấy tờ bạch tiên coi thì thấy viết tiểu tỳ đã vì cô nương mà chủ liệu một nơi tạm trú. Không ngờ cô nương lòng hưu dạ vượn, dường như bị quan thị xong đau lay truyền. Vì thế mà tiểu tỳ không muốn dính vào chuyện thị phi. Từ đây xin bái biệt. Chính tà đôi ngã chỉ sai nhau một ý nghĩ. Mong rằng cô nương thận trọng. Cuối thơ ký tên quyên nhi quân trung phụng vừa coi xong tờ bạch tiên thì đồng thời hai gã thiếu niên cũng quay về sảnh đường quan tây hỏi ngay, các ngươi có thấy con nhà đầu đó không? Gã thiếu niên mé tả thõng tay nghiêng mình đáp, không hiểu thị đã đi đâu mất tâm rồi. Quan tây ngoài miệng tuy không nói gì, nhưng trong lòng cũng khen thầm. Thân pháp con nhà đầu này ghê gớm thiệt. E rằng thị không phải là nhân vật tầm thường. Lão đưa mắt nhìn qua quân trung phụng thì thấy nàng tay cầm tờ bạch tiên lặng lẽ không nói gì dường như đang suy nghĩ hung lắm quan tây đảo mắt nở một nụ cười nham hiểm hỏi cô nương đang nghĩ tâm sự gì vậy quân trung phụng khẽ thở dài đáp vãn bối nghĩ tới lời thơ để lại của quyên nhi không hiểu y nói chúng hay chặt vãn bối không quyết định được có nên đi với các vị hay không quan trung biến sắc đã toan nổi nóng nhưng quan tây đưa mắt ngăn trận rồi cười lại nói cô nương nghĩ sai rồi quân trung phụng hỏi sai ở chỗ nào quan tây đáp cô nương còn nhỏ tuổi mà chưa từng qua lại giang hồ nên không biết lòng người hiểm trá phi thường quân trung phụng hỏi lại tiền bối muốn nói về chuyện gì quan tây đáp nếu lão phu nghĩ không lầm thì con nha đầu đó là đồng bọn với hung thủ áo trắng quân trung phụng hỏi vặn sao tiền bối biết quan tây đáp trước nay thiếu niên áo trắng hễ nhổ cỏ là nhổ tận gốc không để sống sót một móng thế mà lần này gã không giết cô nương cùng lệnh huynh. Quân Trung Phụng ngắt lời. Cái đó có liên quan gì đến Quyên Nhi, cô nương hãy bình tĩnh đừng vội nóng nảy, lẳng lặng mà nghe Lão Phu nói tiếp về chỗ liên quan. Quân Trung Phụng trao mày không nói gì nữa. Quan Tây đằng hắng hai tiếng rồi hỏi, con nhà đầu đó tên là Quyên Nhi phải không? Quân Trung Phụng đáp, phải rồi. Quan Tây lại hỏi, võ công thị cao thâm lắm phải không? Quân Trung Phụng gật đầu. Quan Tây lại hỏi, cô nương có biết thân thế cùng Lai Lịch thị không? Quân Trung Phụng đáp, vãn bối không biết. Quan Tây hỏi, quyên nhi đến quân phủ từ bao giờ? Quân Trung Phụng đáp, nửa năm trước đây ra mẫu lên núi Dâng Hương, dọc đường gặp y rồi đưa về nuôi dưỡng. Nàng không có một chút kinh nghiệm nên bị đối phương hỏi những chuyện đã xảy ra về quyên nhi gửi mình trong quân phủ, nàng thổ lộ chân tình mà không tự biết quan tây là một nhân vật đã giàu kinh nghiệm về nhân tình thế cố lão hỏi đến đây liền hiểu hết mọi sự lão buông tiếng thở dài nói quả nhiên đúng lắm liễu trường công và nguyên tử khiêm cũng đều bị giết trong trường hợp này quân trung phụng hỏi phải chăng lão tiền bối muốn nói là những vụ biến cố đều có liên quan đến quyên nhi quan tây gật đầu đáp đúng thế theo chỗ điều tra của Lão Phu thì cả nhà Liễu Trường Công và Nguyên Tử Khiêm trước khi bị chu diệt đều do một cô gái nhỏ tuổi trà trộn vào trong phủ, rồi sau hung thủ áo trắng mới đến. Cô nương thử nghĩ mà coi. Quyên Nhi bản lãnh đã cao cường tương đương với thiếu niên áo trắng mà lại chịu vào trong phủ để làm tì nữ há chẳng là một chuyện lạ lắm ư, quân trung phụng gật đầu đáp. Tiền bối nói cũng có lý. Quan Tây lại nói, bọn lão phu tuy đến chậm ba ngày không cứu được lệnh tôn cùng lệnh đường nhưng may còn vừa kịp để cứu mạng cho cô nương. Quân Trung Phụng bị Quan Tây thuyết một hồi, bất giác nàng động tâm nghĩ thầm, nếu Quyên Nhi vì bức họa lưu hải bí thiền đồ thì y chỉ việc lấy cắp đem đi là xong, việc gì phải ở lại cho mất nửa năm trời, cam lòng làm nô tỳ cho nhà mình. Quan Tây lại thủng thẳng hỏi, lão phu nói vậy cô nương thấy thế nào? quân trung phụng đáp, lời lão tiền bối nói rất có lý. Tả đào quan tây nghiêm sắc mặt nói. Cô nương đã cho lời lão phu nói là có lý sao còn chưa chịu đi với bọn lão phu. Quân trung phụng hỏi lại, bây giờ đi về phương nào? Quan tây đáp, chúng ta đến gặp một vị phụ chấp của cô nương. Lệnh tôn hồi sinh tiền đã cùng y kết giao rất mật thiết. Này cô nương côi cút không nơi nương tựa, chắc thế nào y cũng trọng đãi quân trung phụng hỏi không hiểu người ấy là ai lão tiền bối có thể cho biết được không quan tây tủm tỉm cười hỏi lại lệnh tôn không nói cho cô nương biết có những ai là bạn thân ư quân trung phụng đáp gia phụ chưa từng nói chuyện với vãn bối về những bằng hữu ngày trước hoặc những sự việc mà người đã trải qua bao giờ quan tây trầm ngâm một lát rồi nói nếu vậy càng hay Lão Phu có thể nói cho cô nương biết bọn sư đồ Lão Phu sở dĩ tới đây cũng là vâng mệnh người đó. Tuy có chỗ đáng tiếc là đến chậm ba ngày để hung thủ đi mất nhưng cũng còn may cứu được cô nương. Khiến cho Quyên Nhi sợ hãi bỏ chạy. Nếu cô nương lại bị thiếu niên áo trắng bày đặt cạm bẫy giam hãm cô nương thì bọn Lão Phu thật khó trở về phúc trình với bậc phụ chấp của cô nương. Quân Trung Phụng bị quan Tây hạ thuyết từ 10 phần nàng đã tin hết 8 bất giác nàng thở dài nói, nhưng còn huynh trưởng vãn bối bị thương rất nặng, bây giờ biết an bài sao cho ổn. Quan Tây đáp, cái đó không quan hệ. Lão Phu cũng biết sơ qua y lý, và tin rằng có thể chiếu cố cho lệnh huynh để y cùng đi với bọn ta là xong. Quân Trung Phụng dường như không ngờ lão quan Tây này lại chu đáo đến thế. Nàng liền kiếm lời từ tạ, nếu vậy thì anh em vãn bối phiền nhiễu nhị vị tiền bối nhiều quá, Quan Tây tùm tỉm cười nói. Quân cô nương, vụ này không nên để chậm, chúng ta phải lập tức lên đường. Chẳng hay ý kiến cô nương thế nào. Quân Trung Phụng đáp, được rồi để vãn bối vào coi thương thế của gia huynh xem thế nào. Quan Tây quay lại dặn nhỏ hai tên đại hán võ phục mấy câu. Hai gã lật đật đi ngay. Lúc quân Trung Phụng vào trong sảnh đường thì cả hai gã đại hán cũng đồng thời về tới nơi chúng nghiêng mình nói xe cộ đã chuẩn bị xong rồi quan tây đảo mắt nhìn quân trung phụng hỏi cô nương tình hình lệnh huynh thế nào quân trung phụng đáp hiện giờ y đang ngủ say quan tây nói vậy càng hay chúng ta bất tất phải thương lượng với y nữa quân trung phụng trầm ngâm một chút rồi nói chúng ta đi thôi nàng quay vào nội thất ôm quân trung bình lên đi ra ngoài cổng lớn Quả nhiên nàng cỗ xe đóng bốn ngựa rất tráng kiện đã đứng chờ sẵn ở đó. Quan Tây theo sau quân Trung Phụng dục, cô nương lên xe đi. Lệnh huynh nằm trên xe nghỉ ngơi. Một mặt chúng ta cứ khởi hành. Quân Trung Phụng nói, đa tạ lão tiền bối. Nàng ôm quân Trung Bình trèo lên xe ngựa. Quan Trung lớn tiếng hỏi, cô nương còn muốn đem theo gì nữa hay không? Quân Trung Phụng đáp, bất tất phải đem gì nữa quan trung nói một tòa trang viện rộng lớn thế này mà không có người ở nếu để lại thì những quân trộm cướp sẽ dùng làm nơi căn cứ quân trung phụng hỏi theo ý lão tiền bối thì nên làm thế nào quan trung đáp lão phu tưởng nên cho một mớ lửa đốt cháy đi là xong quân trung phụng vén rèm xe lên nói lão tiền bối không nhắc tới thì vãn bối suýt quên mất quan trung hỏi việc gì quân trung phụng nói, di thể của gia phụ cùng gia mẫu hãy còn ở trong nhà đại sảnh. Vãn bối muốn đi vào trong phong băng đá xếp nên ở vườn sau. Quan trung toan ngăn lại thì quan tây đã cướp lời, lão phu cùng đi với cô nương. Quân trung phụng được quan tây giúp đỡ khiêng hai cổ quan tài vào trong thạch thất ở hậu viện. Quân trung phụng quỳ xuống lại trước quan tài ba lại rồi mới rời khỏi trang viện. Lúc ra đi nàng không biết đến bao giờ mới trở lại nên không khỏi bùi ngùi thê thảm, bất giác ra đôi hàng lệ. Quan Tây giả vờ như không trông thấy. Lão cũng không tìm lời khuyên giải. Quân Trung Phụng trở về chỗ xe ngựa đỗ. Nàng vừa bước lên, lập tức bốn con tuấn mã tung vó chạy như bay. Cỗ xe này khá rộng lại giải đệm rất êm quân trung bình dường như vẫn ngủ say. Tiếng xe ngựa chạy lọc cọc mà chàng vẫn không thức dậy cỗ xe rong ruồi suốt ngày cho đến lúc trời tối thì tới một tòa thị trấn lớn quân trung phụng chưa từng len lỏi trốn giang hồ nàng không hiểu đây là đâu bỗng nghe quan tây ở ngoài cất tiếng gọi mời cô nương xuống xe đi quân trung phụng theo lời nhảy xuống nàng ngừng đầu nhìn lên thì thấy bốn ngọn đèn lồng ánh sáng mờ ảo treo trên cao trước một cái cửa lớn trên bạo cửa viết bốn chữ nghinh tân khách xạ n Té ra nàng đã dừng lại trước một tòa khách sạn. Quan Tây khẽ cất tiếng cười nói, đêm nay đành khuất tấp cô nương nghỉ lại trong khách sạn. Quân Trung Phụng nói, được lão tiền bối hết lòng chiếu cố, vãn bối cảm kích vô cùng. Còn gia huynh, quan Tây ngắt lời, lệnh huynh đã có lão phu trông nom. Mời cô nương vào điếm trước nghỉ đi. Lão đưa mắt nhìn điếm tiểu nhị nói, người dẫn vị cô nương này vào một căn phòng tịch mịch nghe. Tiểu nhị dạ một tiếng rồi nói, "Tiểu nhân xin dẫn đường cho cô nương." Rồi gã cất bước đi về phía trước. Quân Trung Phụng đi theo điếm tiểu nhị đi vào một tòa viện bên trong. Tòa viện này thanh u tịch mịch, ba gian phòng khách được quét tước rốt sạch sẽ. Điếm tiểu nhị khẽ hỏi, "Cô nương muốn ăn uống gì?" "Xin cứ sai bảo tiểu nhân." Quân Trung Phụng đáp, "Bây giờ ta không đói, ngươi hãy ra ngoài kia." đoạn nàng thủng thẳng bước vào phòng trong phòng có kê một chiếc giường cây lớn trên giường chăn nệm rất chỉnh tề trên một cái bàn nhỏ bên cạnh đặt một cây hồng trúc cháy bừng bừng soi rõ khắp căn phòng quân trung phụng đột nhiên nảy ra cảm giác là mình không nên đi theo mấy người này tới đây mà nàng không nghĩ ra được tại sao nàng còn đang ngẫm nghĩ thì đột nhiên có tiếng giày bước lẹp kẹp đi tới nàng quay đầu nhìn lại thì thấy quan tây vẻ mặt hớn hở tươi cười đang từ từ tiến lại quân trung phụng trao đôi mày liễu ngập ngừng hỏi lão tiền bối gia huynh quan tây ngắt lời cô nương cứ yên tâm lệnh huynh đã được đưa vào trong một khách sạn riêng lão phu đã cho y uống hai viên bồi bảo cố nguyên quân trung phụng nói đa tạ lão tiền bối Nàng ngừng lại một chút rồi hỏi tiếp, chỗ chúng ta cần đến còn cách đây bao xa nữa? Quan Tây đáp, nếu hành trình đều đặn như bữa nay thì ít ra phải mất 5 ngày. Quân Trung Phụng lại hỏi, người ấy là ai? Bây giờ Liệu lão tiền bối có thể nói cho Vãn bối biết trước được không? Quan Tây tủm tỉm cười đáp, lúc đến nơi cô nương sẽ rõ. Lão đằng hắng một tiếng rồi nói tiếp, lão phu có một điều muốn hỏi cô nương quân trung phụng hỏi lại điều gì quan tây đáp điều này có liên quan đến lệnh tôn quân trung phụng nói những chuyện về gia phụ vãn bối không biết mấy chẳng hay lão tiền bối muốn hỏi điều chi quan tây hỏi cô nương có biết những việc của lệnh tôn ngày trước không quân trung phụng đáp vãn bối không biết nàng ngừng lại một chút rồi nói tiếp hỡi ôi từ ngày vãn bối hiểu việc đời chỉ nhớ rằng gia phụ luôn luôn an cư ở tương dương chưa ra khỏi nhà một bước. Quan Tây tùng tỉm cười nói, lão phu tin là cô nương nói thiệt hết. Nhưng, quân trung phụng lấy làm kỳ hỏi, nhưng làm sao? Quan Tây hắng giọng luôn mấy tiếng rồi đáp. Kể ra lão phu không nên nói hết, nhưng thấy cô nương có điều chưa từng trải việc đời, không hiểu lòng người nham hiểm, lão phu không nở giấu giếm quân trung phụng chẳng hiểu ra sao, trong lòng nàng vẫn áy náy dường như có cảm giác khó thở, nàng liền dục, lão tiền bối có điều gì xin cứ nói ra, vãn bối rửa tay để nghe đây. Quan Tây tủm tỉm cười nói, 20 năm trước trên trốn giang hồ có năm nhân vật khét tiếng lục lâm. Họ kết làm anh em để mặc sức tung hoành cả hai miền Nam, Bắc sông Đại Giang họ chuyên việc cướp đoạt châu báu đồ cổ ngoạn, đồ bằng ngọc và danh họa, khiến cho toàn thể võ lâm phải chấn động. Quân Trung Phụng nóng ruột hỏi, cái đó có liên quan gì đến gia phụ? Quan Tây nói, nam nhân vật đó được kêu bằng hà nhạc ngũ quái. Lệnh tôn cũng là một trong năm ngũ quái. Quân Trung Phụng sừng sốt hỏi, thế ra lão tiền bối cũng hiểu khá nhiều về hành động của gia phụ ư. Quan Tây mỉm cười đáp, nào phải chỉ một mình lão phu biết mà thôi, những người ngoài 40 tuổi trong võ lâm hiện nay chẳng ai là không biết oai danh của hà nhạc ngũ quái. Quân Trung Phụng hất hàm hỏi, thế sao lão tiền bối không nói cho vãn bối hay từ trước? Quan Tây thùng thẳng đáp, bây giờ nói cũng chưa muộn. Dừng lại một chút lão nói tiếp. Năm vị cùng phe với lệnh tôn chuyên việc cướp đoạt châu báu cùng đồ cổ ngoạn, khắp thiên hạ chỗ nào cũng có dấu chân những đồ vật các vị thu về nhiều đến nỗi có thể nói là vô tiền khoáng hậu. Quân Trung Phụng chưa từng nghe ai đề cập đến vụ này, nàng thấy lão nói vậy kinh ngạc đến trợn mắt há miệng, hồi lâu không thốt nên lời. Quan Tây khẻ đằng hắng một tiếng rồi hỏi, cô nương không tin lời lão phu trang. Quân Trung Phụng thở dài hỏi, liễu trường công và nguyên tử khiêm có phải là người trong hà nhạc ngũ quái không? Quan Tây trầm ngâm một chút rồi đáp đáng lẽ lão phu không nên nói cho cô nương hay về những vụ này nhưng cô nương nóng lòng muốn biết rõ tình hình nên lão phu đành phải nói thiệt. Quân Trung Phụng nói vãn bối cảm kích vô cùng. Quan Tây nói theo chỗ lão phu biết thì Hà Nhạc Ngũ Quái đã kết làm anh em khác họ. Liễu Trường Công là lão nhị, Nguyên Tử Khiêm là lão tam, lệnh tôn đứng vào hàng thứ tư. Quân Trung Phụng hỏi tiếp đứng đầu ngũ quái là ai? người thứ năm tên họ là gì quan tây đáp lão phu có nói cũng chẳng hề chi song cô nương có biết cũng chẳng được ích gì quân trung phụng tuy chưa giàu kinh nghiệm giang hồ nhưng nàng là một cô gái rất thông minh nàng trầm ngâm một chút rồi hỏi vậy lão tiền bối chịu lời ủy thác nếu không phải của lão đại thì của lão ngũ hay sao quan tây đáp cô nương quả là người thông minh nhưng lời cô đoán chưa hoàn toàn đúng bọn lão phu không phải chịu lời ủy thác của lão đại hay lão ngũ mà là của cả hai người quân trung phụng lại hỏi lão tiền bối từng đề cập đến hai nhân vật vào hàng phụ chấp của vãn bối phải chăng là trỏ vào hai vị này quan tây gật đầu đáp đúng thế quân trung phụng hỏi lão tiền bối đưa vãn bối cùng đi có phải để diện kiến hai vị phụ chấp đó chăng quan tây đáp cô nương hãy còn nhỏ tuổi mà tài đoán việc ít người bì kịp lão ngừng lại một chút rồi hỏi cô nương thử đoán coi vì lẽ gì lão phu đem nội tình nói rõ cho cô nương hay quân trung phụng ngơ ngẩn một hồi rồi đáp vãn bối không thể đoán ra vụ này